chương 1177, Tân Vương, người cũng nhập điện, Hàn Lập nghe câu nói ấy của Bạch Trạch, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Man hoang chúng tộc càng không thể tin vào tai của mình, từng người xôn xao kinh hãi. Đối với bọn họ, man hoang thánh điện này thực sự thiêng liêng hơn cả Thánh Sơn, là nơi tín ngưỡng của man hoang chúng tộc, nếu để một kẻ nhân tộc như Hàn Lập leo núi đã là vi phạm tín ngưỡng, thì để hắn đi vào thánh điện chính là vấy bẩn tín ngưỡng. Việc này bọn họ tuyệt đối không thể chấp nhận, ngay cả lợi kỳ mã cũng hơi biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu. Vương thượng, việc này không thể. Lúc này, hỗn khoa tộc trưởng biến sắc, lớn tiếng nói. Man hoang thánh điện, không thể để nhân tộc bước vào. Tộc trưởng các chúng tộc còn lại cũng liên tục kêu lên. Nhân tộc tiến vào thánh điện, làm bẩn huyết mạch tiên tổ, tuyệt đối không thể. Xin nghĩ lại, thiếu chủ sô ngô tộc và khánh điển cũng đều thay đổi thần sắc, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp, hai gã thực sự không ngờ chân linh vương coi trọng hàn lập như vậy trong lòng không khỏi do dự, sau này có nên trả thù hắn hay không. Nghe những thanh âm phản đối kịch liệt này, thần sắc Hàn Lập liên tục thay đổi, có chút do dự. "Man Hoang Thánh Điện này là năm đó ta và bảy vị chân linh vương kia thành lập, ai có thể vào, ai không được vào, do ta quyết định." Bạch Trạch chỉ nhíu mày lườm bọn họ một cái, thản nhiên mở miệng nói. "Vương thượng," đám người kia vẫn còn kêu vang lên, nhưng Bạch Trạch đã quay người đi. Bọn người lợi kỳ mã lập tức đi theo, Hàn Lập hơi do dự rồi cũng đi theo. Lúc bọn hắn đã vào thạch điện, thanh âm ồn ào sau lưng vẫn cứ không dứt. Chỉ khi cánh cửa thạch điện nặng nề đóng lại phía sau, hết thảy tiếng vang đều bị ngăn ở bên ngoài. Trong đại điện, ánh sáng lờ mờ, chỉ có một cái chậu than ở giữa trung tâm, bên trong ánh lửa chập chờn, chiếu rọi bốn phía mờ mờ ảo ảo. Hàn Lập ngắm nhìn bốn phía liền thấy những bức tượng đá to lớn đứng lặng lẽ xung quanh, đếm qua có tổng cộng 8 bức, theo thứ tự là Đào Ngột, Chu Yếm, La Hầu, Bạch Trạch, Sơn Nhạc Cử Viên, Du Thiên Côn Bằng, cửu vĩ thiên hồ và mặc nhãn tỳ hưu. Phía trước mỗi pho tượng đều đặt một cái ghế đá, chỉ là trên đó trống không, đã bỏ trống từ vô số năm tháng dài đằng đẵng. Liễu Nhạc Nhi nhìn qua pho tượng cửu vĩ thiên hồ trước mắt kia, thấy phía sau có chín cái đuôi hồ, cảm thấy trên thân nó có một sợi tơ liên hệ như có như không với mình, ánh mắt hiện lên chút bối rối. Tiểu Bạch thì nhìn chằm chằm pho tượng mặc nhãn tỳ hưu, thấy ngoại hình nó rất giống mình, nhưng sao lại không có nửa điểm thân cận trong lòng, sao lại cảm thấy xa cách lạ lẫm như vậy. Đám người còn lại cũng đều đưa mắt nhìn lên huyết mạch tổ tiên mỗi người, có hiếu kỳ, có kính sợ, có kích động, cũng có khẩn cầu. Hiện tại những pho tượng mà các người nhìn thấy chính là tám vị chân linh vương man hoang từ xưa tới nay, bọn họ có người là bạn trí thân của ta, có người từng là tử địch của ta, thế nhưng vì bình an man hoang giới vực, chúng ta mới cùng xây dựng man hoang thánh điện ở đây, dùng cấm chế để phong tỏa tu la huyết môn. Bây giờ, một lần nữa tụ tập các người ở đây phải dùng huyết mạch chân linh vương ẩn chứa trong cơ thể các ngươi làm chìa khóa mở ra cấm chế. Ánh mắt bạch trạch đảo qua từng pho tượng mở miệng nói. Nguyện ý nghe vương thượng điều khiển, đám người đồng thanh hô lên, trong tám vị chân linh vương, ngoại trừ La Hầu và Du Thiên Côn bằng sau khi thành lập thánh điện không bao lâu, liền rời bát hoang sơn ngao du ngoài hư không, những người còn lại phần lớn đều gặp biến cố, số mệnh biến hóa ra sao không rõ, có khi đều tiêu vong cũng chưa biết chừng. Cho nên sau khi chính thức mở ra thánh điện sẽ biết ngay mấy người trong bọn họ còn sống hay không. Bạch Trạch không e ngại Hàn Lập chút nào, mở miệng nói ra rất nhiều bí mật của những man hoang chân linh này. Đối với mọi người ở đây, những lão tổ tông truyền cho bọn họ huyết mạch kia dù đã không khác gì tồn tại thần thoại trong truyền thuyết, nhưng để bọn họ thực sự chấp nhận những tiên tổ mang cho họ vinh quang vô thượng này, đã không tồn tại trên thế gian nữa, vẫn thập phần khó khăn. Cho nên sau khi nghe xong, dường như thần sắc trên mặt của mỗi người đều trở nên ngưng trọng hơn. Tuy nhiên các ngươi cũng không cần tiếc nuối, chúng ta được thiên địa nuôi dưỡng, sinh ra đã mang các loại bản mệnh thần thông và thiên địa pháp tắc, cho dù thế hệ này tiêu vong, tất cả lực lượng huyết mạch cũng sẽ dung hợp lại với thời gian pháp tắc, chỉ bị thiên đạo dần dần xâm chiếm, không hoàn toàn biến mất. Cho nên một khi tu La huyết môn mở ra, những lực lượng ẩn giấu xen lẫn trong thiên địa đại đạo sẽ một lần nữa trở về thánh điện. Các ngươi là người thừa kế huyết mạch của bọn họ, sẽ có khả năng kế thừa lực lượng, trở thành chân linh vương mới bạch trạch tiếp tục nói lời này vừa dứt trong lòng mọi người như có sấm sét nổ vang tâm thần kích động không thôi trở thành chân linh vương mới đối với tất cả man hoang tộc nhân thì đây chẳng phải là điều hấp dẫn nhất thế gian sao giờ phút này tâm thần bọn họ đã loạn thậm chí không biết nên hy vọng chân linh lão tổ trở về hay là mong bọn họ đã tiêu vong ánh mắt bạch trạch lạnh nhạt nhìn tất cả biến hóa thần sắc mọi người trên mặt không có bất kỳ thay đổi nào trên thực tế Đối với biến hóa tâm tư của tất cả những người này, lão đều rõ ràng rành mạch, vì thế nên không sinh sinh ra bất cứ biến động nào. Bởi những điều này với lão đều không quan trọng, ngọn lửa ở giữa chậu than trước mặt các ngươi chính là tinh nguyên chi hỏa của tám người chúng ta nhóm lên, bây giờ đã suy yếu rất nhiều, cho thấy rõ ràng có vài người đã thật tiêu vong khỏi thế gian. Tất cả man hoang hậu duệ, tiến lên nghe lệnh, bạch trạch ra lệnh một tiếng, đám người nghe tiếng, dồn dập bước lên phía trước, vây quanh chậu than ở trung tâm. Chỉ có một mình Hàn Lập kéo giãn khoảng cách với bọn họ, nhưng vẫn đứng không xa sau lưng Tiểu Bạch, yên lặng quan sát tất cả. Mọi người ở đây thấy Hàn Lập thức thời như vậy, địch ý trong lòng đối với hắn giảm đi chút ít. Tuy nhiên theo bọn họ nghĩ, kẻ nhân tộc như Hàn Lập xuất hiện ở đây vẫn là việc hoàn toàn dư thừa, còn làm nhục thánh điện. Chỉ là trước mặt Chân Linh Vương, không ai dám biểu lộ ra. Ánh mắt Bạch Trạch đảo qua mọi người, hai mắt bỗng ngưng lại, hai tay hợp lại trước người, lòng bàn tay lập tức dập dờn ra những gợn sóng kim quang giống như mặt hồ bị ném đá khuếch trương ra từng lớp. Kim quang theo chậu than bên dưới mở ra, lan tràn trên mặt đất nở rộ từng đóa hoa lớn màu vàng giống như hoa sen. Đám người thấy thế, vô ý tránh về phía sau, ánh mắt hàn lập chăm chú nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy từng đóa hoa vàng kia là do nhiều mảng phù văn dày đặc ngưng tụ thành. Trong phù văn truyền ra khí thức vô cùng kỳ lạ, trong nháy mắt đã khiến mọi người cảm thấy phảng phất như tương liên với huyết mạch bản thân, dưới chân lập tức giống như mọc rễ, mật thiết dung hợp với mặt đất hai chân hàn lập trì trệ hắn lập tức phát giác chính mình cũng như mấy người kia hai chân và mặt đất dính liền với nhau sau khi hơi kinh hãi hàn lập nhanh chóng phát hiện ra lực lượng này không phải ngoại giới áp đặt giam cầm chi lực mà là tự thân huyết mạch bị tác động tạo lực hấp dẫn tương liên với mặt đất nếu cưỡng ép chặt đứt loại liên kết huyết mạch này cũng không phải không thể thoát khỏi nhưng sau một chút do so dự hàn lập vẫn quyết định duy trì mối liên hệ này bởi hắn có thể cảm nhận rõ ràng chân linh huyết mạch trong cơ thể có chút thân cận với mối liên hệ này Tiếp theo, tầng phù văn như đóa hoa lớn này nở rộ ra, trên mặt đất lập tức có từng điểm kim phấn giống như huỳnh quang bay lên, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ đại điện, chiếu rọi bốn phía làm xung quanh mơ mơ hồ hồ. Bốn bề trên tám pho tượng chân linh vương có một tầng huỳnh quang kim phấn bám vào, toàn bộ đều được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhìn tựa như những tôn thần pháp tướng đứng lăng nghiêm bạch trạch thấy thế trong mắt hiện lên chút hồi ức đi đến trước pho tượng chính mình chậm rãi ngồi xuống hiện tại tất cả các ngươi lấy một giọt bản nguyên tinh huyết, nhỏ xuống chậu than. Hắn mở miệng nói, mọi người nghe vậy, không chút do so dự, nhao nhao xòe bàn tay ra, nhỏ một giọt bản nguyên tinh huyết xuống. Lách tách, tí tách, lách tách, trong đại điện lặng im, âm thanh dỉ máu cũng có thể nghe rõ ràng. Theo từng giọt huyết mạch ẩn chứa tinh huyết tám chân linh vương rơi vào chậu than đỏ, ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt lượn lửa kia chợt vọt lên, bên trong hiện ra từng bóng dáng hư ảo ánh mắt hàn lập đảo qua thấy biến hóa xuất hiện trong ngọn lửa kia chính là hư ảnh chân thân tám chân linh vương còn không đợi hắn kinh ngạc chậu than lóe lên hào quang lại có tám hư ảnh hỏa diếm từ đó bắn ra chia ra bay về tám pho tượng xung quanh trực tiếp nhập vào mi tâm ngay sau đó tám pho tượng rung động kịch liệt mặt ngoài phát ra tia sáng trói mắt chiếu rọi năm màu rực rỡ lên toàn bộ thạch điện cùng lúc đó trên toàn bộ bát hoang sơn ở mỗi đoạn đường cổ đạo dài hẹp từng đợt bảo quang phóng lên tận trời, chiếu sáng thương khung. Trên trời cao của màn đêm, trong toàn bộ hư không, tám hư ảnh chân linh vô cùng to lớn hiện lên, chiếm giữ vị trí tám hướng, có hình dạng ngửa đầu gào thét, hoặc đang lao nhanh vệ thiên, mỗi bóng dáng đều cương quyết cao ngạo, khí thế khoáng đạt. Người các tộc lưu tại quảng trường đỉnh núi cũng như rừng ở lưng chừng núi thấy cảnh tượng này, đều quỳ xuống đất, trong miệng vang lên âm thanh cầu nguyện rối rít. Tràng Thiên Trung ở đỉnh núi và quỳ thú trống dưới chân núi không người nào gõ, lại tự vang lên không ngừng, cả thiên địa đột nhiên vang lên bài chiến ca man hoang xa xưa kia, một khí thế hùng hồn từ đỉnh núi khuấy động ra, kéo dài ngàn vạn dặm. Trấn hoang thành dưới núi sớm đã lên đèn, giờ phút này bất kể là trên đường phố, hay trong phủ trạch, hàng trăm vạn man hoang tộc nhân lúc này cũng giống như người trên núi vậy, bắt đầu quỳ xuống đất cầu nguyện. Ngay khi tâm thần tất cả mọi người kích động, ý niệm khó yên, dị biến phát sinh. Hư ảnh pháp tướng Sơn nhà cử viên hiên lên trên bầu trời bát hoang Sơn bỗng nhiên mơ hồ, lập tức tiêu tán ra. Theo đó, trong man hoang thánh điện, thánh hỏa bay vào mi tâm pho tượng sơn nhạc cử viên kia cũng rung động hào quang rồi trực tiếp tiêu tán mất. Huỳnh quang kim phấn tụ lại trên thân tượng cũng theo đó tản ra, hoàn toàn mở đi. Ngay sau đó là một loạt phản ứng dây chuyền, ngọn lửa trên mi tâm những pho tượng còn lại trong đại điện nhao nhao bay ngược về, rơi vào chậu than đỏ sậm, pho tượng càng ảm đạm hơn. Đám đông trên quảng trường thấy vậy, lập tức như bị sét đánh, từng người trợn mắt nhìn về phía lão giả mi dài bàn sơn viên tộc kia, pháp tướng chân linh vương sụp đổ từ sơn nhà cử viên, đủ để thấy họ tuyển ra người thừa kế huyết mạch căn bản không phù hợp. chương 1178 Tu La Huyết Môn Viên cảnh đạo hiếu, tiểu bạch viên trong tộc người tựa hồ chưa trưởng thành, huyết mạch chi lực không đủ a à. Khánh viên tộc trưởng mở miệng nói ra đầu tiên, hừ, đã sớm nói các ngươi là phế vật, đúng là làm xấu mặt mũi 16 đại hoang tộc, trong cơ thể của các ngươi làm gì có huyết mạch viễn cổ chân linh vương? Một tên nam tử cao lớn, khuôn mặt giống như vượn, phía sau sinh ra lông dài màu trắng, cao rộng quát. Đó chính là tộc trưởng Bạch Bối Quỷ Viên, một trong 16 đại hoang tộc, xem như chi thứ huyết mạch chân linh vương chu yếm, so với khánh viên tộc tự nhiên không bằng, nhưng luôn lấy khánh viên tộc như Thiên Lôi Sai đầu đánh đó. Trường Nghi lão giả nghe vậy, chỉ nhìn gã một cái, thở dài, cũng không nói gì. Sơn Nhạc Cử Viên không giống chân linh vương khác năm đó lưu lại huyết mạch hậu duệ chỉ có một chi bản sơn viên, đồng thời cũng không phải huyết mạch truyền thừa chính thống, trải qua đời đời truyền thừa, huyết mạch chi lực càng thêm yếu kém. Viên sơn bạch xem như là dị số của bản sơn viên tộc, huyết mạch sơn nhà cử viên trong cơ thể tinh thuần hơn rất nhiều so với tộc nhân khác, nhưng có lẽ do chưa trưởng thành hay là duyên cớ gì khác, cuối cùng huyết mạch chi lực vẫn không đủ. Thanh âm chỉ trích chung quanh càng ngày càng nhiều, dần dần trở nên huyên náo. Trong màn hoang thánh điện vang lên một loạt thanh âm chất vấn, tiểu bạch viên bị vây quanh ở giữa trong mắt tràn đầy vẻ áy náy chuyện huyết mạch há do hắn làm chủ các ngươi đừng có chỉ trích hắn tiểu bạch ở một bên nghe không thể nhịn được nữa ngăn trước người tiểu bạch viên cả giận nói liễu nhạc nhi mặc dù không nói chuyện nhưng cũng lựa chọn đứng chung một chỗ với gã là phế vật nên không chịu nổi bị người khác chỉ trích thiếu chủ sô mô tộc nói ra áy náy cũng vô dụng trước mắt tu la huyết môn không thể nào mở ra bàn sơn viên tộc các ngươi khó tránh khỏi tội lỗi Ngữ điệu chu tâm của Khánh Điển vừa ra, đám người càng thêm phẫn nộ. Bọn họ sở dĩ tức giận như thế, là vì huyết môn không thể nào mở ra, bọn họ sẽ không có cơ hội kế thừa huyết mạch chân linh vương. Hàn Lập nhìn một màn này, ánh mắt hơi trầm xuống, trong mắt lóe lên vẻ do dự. Hàn Tiểu Hữu lúc này, bạch trạch một mực ngồi trên ghế đá, bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Đám người nghe tiếng, lập tức an tĩnh lại, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập than thở, Chân Linh Vương này để cho mình leo núi lại nhập điện, quả nhiên đã sớm mưu đồ. Vương thường, bất quá, mặc dù đã hiểu ý tứ của lão, Hàn Lập vẫn cố tình ra vẻ không biết, ôm quyền nói ra. Bạch Trạch thấy thế, cũng không để ý, từ ghế đá đứng lên, ánh mắt quét về phía đám người, nói ra. Lúc trước các ngươi một mực không muốn Hàn Tiểu Hữu leo núi, càng lấy chuyện hắn nhập điện làm hổ thẹt, thật tình không biết muốn mở ra Tu La huyết môn, không có Hàn Tiểu Hữu viện thủ thì không thể. Cái gì? Đám người nghe vậy, kinh ngạc không thôi. Dựa vào hắn, một tên nhân tộc, vẻ mặt Khánh Điển hiện ra không thể tin được. Huyết mạch trong người tiểu bạch viên không có vấn đề, chỉ là vì tuổi tác còn nhỏ, huyết mạch chưa hoàn toàn mở ra. Mà Hàn Tiểu Hữu tuy là nhân tộc, thể nội lại có huyết mạch sơn nhạc cử viên chân Linh Vương, mặc dù không phải dựa vào sinh đẻ truyền thừa, nhưng so với bản sơn viên tộc còn tinh khiết hơn rất nhiều. Bạch Trạch chậm rãi đi đến đám người, nói ra, lời vừa nói ra, đám người càng kinh ngạc không thôi, Viên Sơn Bạch cũng mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. "Hàn tiểu hữu, ngươi có nguyện giúp man hoang chúng ta một chút sức lực?" Bạch Trạch đi tới trước người Hàn Lập, hỏi, "Vương thượng, trong cơ thể ta có rất nhiều huyết mạch hỗn tạp, chỉ sợ sẽ cô phụ kỳ vọng của ngài." Hàn Lập sau khi nghe xong, không tỏ thái độ mà từ chối nói, "Chuyện huyết mạch hỗn tạp thì không sao, ta tự có phương thức tách ra. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, đợi tu La huyết môn mở ra, ngươi cũng có thể tiến vào trong." đến lúc đó thân thể ngươi thiếu hụt cũng có thể nhờ vào đó bổ túc. Bạch Trạch nói ra, bọn người Khánh Điển nghe vậy, trong lòng càng thêm hỗn tạp, vừa không muốn Hàn Lập tiến vào huyết môn, nhưng lại không thể không cầu cạnh Hàn Lập, giúp bọn họ mở ra huyết môn. Hàn Lập nghe lời ấy, trong lòng hơi động một chút, khóe miệng nhếch một cái, nhìn về phía Khánh Điển và Sô Mô Thiếu Chủ. Hai người thấy thần sắc hắn như thế, trong lòng hơi siết chặt, có chút dự cảm không tốt. Vương Thượng, ta còn có một yêu cầu, chỉ cần có thể thỏa mãn là đủ. Hàn Lập nói ra, cứ nói đừng ngại, Bạch Trạch nói ra, ta cần hai giò tinh huyết đào một và chu yếm. Hàn Lập nói ra, cái này dễ xử lý, chờ tu la huyết môn mở ra, có người kế thừa huyết mạch bọn hắn, ta tự lấy hai giò tinh huyết tinh thuần nhất cho ngươi là được. Bạch Trạch lúc đầu khẽ giật mình, rồi cười nói, không cần phiền toái như vậy, lấy từ trên thân hai vị khánh viên và sô mô này một giò tinh huyết là đủ. Hàn Lập nói ra, Bạch Trạch nghe vậy, có chút ngạc nhiên, dù sao sau khi kế thừa huyết mạch chân linh vương, thu lấy lực lượng tinh huyết mới cường đại nhất. Lão lại không biết, các loại tinh huyết trong cơ thể hàn lập hỗn tạp, từ trước tới giờ không truy cầu một huyết mạch nào cường đại, mà là muốn đạt tới một loại trạng thái cân bằng, đồng thời hàn lập có yêu cầu này, cũng không phải tận lực đối nghịch với hai người khánh điển. Mà bây giờ thiên sát chấn ngục công và kinh chập thập nhị biến của hắn dung hợp, trong bốn loại hình thái thần ma có khả năng huyễn hóa ra, đang thiếu hai loại huyết mạch thể phách cường hoành. Trong tám đại chân linh vương có thể phách cường hãn nhất thì đào một và chu yếm có năng lực phòng ngự mạnh nhất, tự nhiên là lựa chọn thích hợp nhất. Bạch trạch hơi trần chờ một chút, lập tức gật đầu nhẹ, đáp ứng. Khánh điển thấy thế, ánh mắt nhìn về phía hàn lập, trong mắt càng phát ra vẻ phẫn hận. Nếu hàn đạo Hữu là ân nhân man hoang tộc chúng ta, sô mô tộc ta tự nhiên không gì không thể. Sô mô thiếu chủ thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng rồi biến mất, bất quá rất nhanh liền đổi lại một khuôn mặt tươi cười, chủ động nói ra, nói xong gã chủ động giơ bàn tay lên trong lòng bàn tay lóe lên quang mang từ đó ngưng ra một giọt tinh huyết đưa tới phía trước mặt mũi khánh điển tràn đầy vẻ không hiểu nhìn về phía sô mô thiếu chủ còn chưa mở miệng trong lòng liền vang lên tiếng truyền âm của sô mô thiếu chủ khánh điển đạo hiếu không cần xoắn suýt nhất thời chỗ được mất này đợi sau khi chúng ta kế thừa huyết mạch chân linh vương thân phận tự nhiên khác với hiện giờ đến lúc đó muốn nghiền chết hắn còn không phải một cái búng tay sao khánh điển nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ lập tức cũng ngưng ra một giò tinh huyết bay vụt về phía hàn lập hai giò tinh huyết treo trên bầu trời mà tới hàn lập tiếp vào trong tay giò xét một trận phát hiện ở trong cũng không bị đụng chân tay gì trong mắt không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên đa tạ hàn lập dùng bình ngọc thu chúng vào nói ra nói xong hắn cũng ngưng ra một giò tinh huyết đưa đến trước người bạch trạch bạch trạch vung tay lên hút vào trong tay chỉ tiện tay quơ trên đó một vòng giò tinh huyết kia liền sôi trào mặt ngoài tỏa ra từng sợi hơi khói, đúng là trực tiếp đốt cháy tinh huyết còn lại, chỉ còn lại tinh huyết sơn nhạc cử viên. Chỉ thấy lão cong ngón búng ra, do tinh huyết kia liền bay xuống tiến vào trong chậu than. ầm một thanh âm vang lên, trong chậu than như được tưới dầu, bỗng nhiên dâng lên một mảnh hỏa diễm, bay vụt về phía mi tâm pho tượng sơn nhạc cử viên, toàn bộ đại điện lần nữa bị quang mang bao phủ. Trên quảng trường ngoài điện, đám người còn đang tranh chấp, chợt cảm thấy mặt đất dưới thân run rẩy một trận dữ dội từng đạo quang mang đỏ sậm từ trên mặt đất tràn ra, hóa thành từng đạo quang ảnh phù văn to lớn. Trên tám đường cổ đạo leo núi tỏa sáng hào quang mút trời, tám hư ảnh chân linh vương biến mất trước đó lại lần nữa nổi lên, quang mang càng tăng thêm. Theo sát phía sau, sườn núi bát hoang sơn, dưới bát hoang sơn, trong trấn hoang thành, tất cả man hoang tộc nhân nhao nhao quỳ mọp xuống đất, dùng nghi thức đặc thù của man hoang tộc ngửa mặt lên trời cầu nguyện. Phía trên đại địa, từng tia sáng phóng lên tận trời, tụ tập trên màn trời, hóa thành một mảnh tia sáng chói mắt. Trên man hoang đại địa càng thêm xa xôi vô ngần, tại thời khắc này, các tế đàn sổ xưa chôn sâu ngàn vạn năm liền tỉnh lại, không cần người điều khiển, tự động tỏa ra vạn trượng kim quang, chiếu rọi thương khung. Khó mà đếm hết người các tộc tại thời khắc này, tất cả đều cảm ứng làm ra hình dạng cầu nguyệt, phảng phất toàn bộ thế giới man hoang đều liên kết cùng nhau, hóa làm một chỉnh thể. Trên đỉnh bát hoang sơn, trong hư không có vô số huyết sắc quang mang, từ bốn phương tám hướng trong hư không không ngừng tụ tập tới, Ngưng kết thành một quang môn màu máu to lớn vô cùng. Trên hai bên cột cửa quang môn, tự hiện ra một gương mặt tu la to lớn, trợn mắt tròn xoe, một khuôn mặt tươi cười mở ra. Trên hai phiến cánh cửa to lớn chính giữa, hiện lên các loại hư ảnh chân linh man hoang, không chỉ là tám vị chân linh chi vương, ngay cả huyết mạch hậu duệ của bọn họ, cùng hư ảnh các loại chân linh tiên giới như chân long thiên phượng bạch hổ huyền quy, cũng đều hiển hiện trên đó. Xuất hiện, xuất hiện, tu la huyết môn xuất hiện. Trên quảng trường gieo hò không ngừng, tất cả mọi người lâm vào trong cuồng hỉ, mặt mãy trường mi lão giả bàn sơn viên tộc cũng giãn ra, lộ ra một chút ý cười. Mà trong thạch điện, bầu không khí lại có chút ngưng trọng. Chỉ thấy tám tấm ghế đá phía trước tám pho tượng chân linh vương kia, có sáu tấm đã không còn chỗ trống, thế nhưng ngoại trừ ghế đá bạch trạch chính giữa ngồi bản thể của lão, còn lại ghế đá trước pho tượng đào một, chu yếm, cửu vĩ tiên hồ. Mặc nhãn tỳ hưu và sơn nhạc cử viên, tất cả đều có hư ảnh huyết quang ngưng tụ ra một bóng người tất cả bọn họ đều hóa thành hình người từng người sinh động như thật nhưng chỉ là một sợi huyết mạch tàn hồn mọi người thấy hư ảnh bọn họ trong lòng đều sinh ra một loại huyết mạch tương liên nhưng lại cảm thấy cổ quái xa không thể chạm được những thứ này chính là huyết mạch tiên tổ của bọn họ sao tiểu bạch nhịn không được đi đến trước thân ảnh mặc nhãn tỳ hưu ngửa đầu nhìn về phía hư ảnh nam tử nhìn dung mạo thanh giật thần thái lạnh nhạt kia trong hai mắt quang mang lóe ra kim quang nhàn nhạt, nhạt xem ra ngoại trừ la hầu và du thiên côn bằng còn lại bát phương đều đã vẫn lạc bạch trạch đứng dậy chậm rãi nói ra trong giọng nói không nghe ra buồn vui tựa hồ chỉ có chút hồi ức nhàn nhạt nói xong bàn tay lão vung lên những huyết sắc hư ảnh kia tựa như khói đồng dạng lưu động tụ hợp vào trong chậu than giữa điện hỏa diễm trong chậu than lập tức ngưng tụ lên hóa thành một viên cầu huyết diễm to cỡ nắm đấm đi thôi bạch trạch khẽ nói một tiếng hút huyết diễm viên cầu kia vào trong tay mang theo mọi người đi ra quảng trường ngoài điện Vương thường mọi người thấy bọn họ đi ra nhào nhào cao giọng la lên man Hoàng phục hưng từ hôm nay bắt đầu bạch trạch đi thẳng tới huyết môn trước quảng trường cao giọng quát lão vừa nói xong vung tay lên huyết diễm viên cầu kia liền phi thăng lên rơi vào trên huyết môn chỉ nghe ầm một tiếng vang nhỏ huyết diễm quang cầu theo âm thanh vỡ vụn ra hóa thành một mảnh biển lửa huyết hồng che khuất toàn bộ huyết môn vào trong hỏa diễm đốt nóng lên kịch liệt tất cả hư ảnh chân linh bay múa không chừng một vòng xoáy màu máu từ đó nổi lên, tu la huyết môn chính thức mở ra. chương 1179, Hoán Linh, nhìn qua, tu la huyết môn là một thế giới màu máu, truyền ra từng luồng ba động khí huyết chi lực nồng đậm không gì sánh được. Hàn lập nhìn về phía sau huyết môn, chỉ thấy khắp bên trong tràn ngập huyết quang như chất lỏng, khí huyết chi lực nồng đậm không thể tưởng tượng, so với tế đàn huyết trì trong tích lân không cảnh còn nồng đậm gấp 10 lần. Những người khác trên quảng trường cảm nhận được tình huống trong huyết môn cũng lộ ra thần sắc kinh hỉ và ao ước. Tu La huyết môn mở ra chính là cơ duyên khó đạt, tất cả mọi người đứng tại quảng trường lúc này đều có thể vào trong đó, đi thôi. Bạch Trạch nói một tiếng rồi dẫn đầu bước vào trong môn. Đám đông trên quảng trường nghe vậy liền phát ra tiếng hoan hô rung trời, lập tức nhao nhao đuổi theo. Anh Mã, Khánh Viên, Thiên Hồ, tám tộc trực hệ huyết mạch bát phương theo sát phía sau Bạch Trạch. Trong đám Thiên Hồ tộc liễu nhạc nhi đứng bất động một bên nhìn hàn lập đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại nhạc nhi tiểu thư yên tâm vương thượng đã đáp ứng cho hàn đạo hữu tiến vào hắn sẽ cùng đi một bóng người tới gần liễu nhạc nhi là hồ tam thấp giọng nói liễu nhạc nhi nghe vậy nhìn hồ tam mỉm cười quay người một cái cất bước vào trong huyết môn hồ tam quay đầu nhìn hàn lập một cái rồi cũng tiến nhập tu la huyết môn đợi sau khi tất cả tám tộc tiến vào tu la huyết môn những tộc đàn khác trên quảng trường lúc này mới dựa theo bối phận tu vi trong tộc khởi hành đẳng cấp phân chia khá nghiêm ngặt. Hàn lập vô ý trêu chọc những man hoang tộc đàn này, chờ sau khi tất cả mọi người tiến vào, hắn mới cất bước đi tới tu la huyết môn. Bởi vì lúc trước bạch trạch đã đáp ứng cho Hàn lập tiến vào, người của các tộc dù trong lòng bất mãn với hắn, nhưng cũng không ai dám nói gì. Có vài tộc nhân nhìn về phía Hàn lập với ánh mắt đầy cảnh giác và địch ý. Đối với điều này, hắn tự nhiên coi như không thấy trong tu la huyết môn là một không gian rất lớn liếc nhìn qua mặt đất giống như máu thịt đỏ tươi nhúc nhích sương mù màu máu bồng bềnh khắp nơi nhưng không có mùi máu tươi chút nào mà lại có một cảm giác tươi mát phảng phất như khí tức mẫu thai bản nguyên mỗi hơi thở không chỉ làm tinh thần phấn chấn mà còn khiến cơ thể cũng nhẹ đi mấy phần máu thịt toàn thân hoạt bát hăng hái giống như dùng một loại thuốc đại bổ ở phía trên không gian màu máu một tầng sương mù màu máu lơ lửng ngưng tụ thành huyết phân tản mát ra lực lượng khí huyết nồng đậm không gì sánh được, rất giống với lưu diễm huyết vân trong tích lân không cảnh. Hàn lập không ngờ tình huống bên trong lại như thế, sau khi kinh ngạc qua đi, hắn cũng tò mò, không ngừng dò xét bốn phía. Đám người trẻ tuổi của man hoang các tộc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng đều lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ánh mắt đám người thế hệ trước như liễu thanh lại bình tĩnh, như thể biết rõ tình huống nơi này. Bạch trạch không dừng lại chút nào, nhanh chân dẫn đầu đi về phía trước. Đám người cầm đầu tám tộc vội vã theo sau đoàn người trùng điệp mau chóng vào sâu trong không gian huyết sắc. Không gian nơi đây trống trải lạ thường, mặt đất vuông vắn, nhìn như là một quảng trường màu máu. Trên quảng trường, tám cột đá màu máu to lớn đứng sừng sững, cột đá cao vút, đỉnh chui vào huyết phân bên trên. Mỗi cột đá đều khắc phù điêu một cửa thú thần tuấn vô cùng, chính là tám vị chân linh vương. Những phù điêu này thật đến cực điểm, giống hệt vật sống, tàn mát ra khí tức huy áp cực lớn, phảng phất như lúc nào cũng có thể thoát ly cột đá sống dậy mà ở chỗ cao của mỗi cột đá lại khảm một chậu than màu đỏ sậm tạo hình phong cách cổ xưa. Tuy nhiên, ngoại trừ bên ngoài cột đá ba người bạch trạch, du thiên côn bằng, la hầu, chậu than trong các cột đá khác đều đã dập tắt. Người các tộc thấy tình cảnh này, nhao nhao tụ tập đến gần tám cột đá, quỳ xuống hành lễ với phủ điêu tám vị chân linh vương. Người của bốn tộc Khánh Viên, Sô Ngô, Bàn Sơn Viên, Thiên Hồ hiện lên vẻ mặt bi thương, quỳ khóc thảm thiết bên cạnh bốn cột đá chân linh vương chu yếm, đào một sơn nhà cử viên, cử vĩ tiên hồ. Tiểu Bạch cũng tới trước cột đá màu máu của mặc nhãn tỷ hưu, thần sắc ngơ ngác, trong mắt hiện lên một tia thủy quang. Ở bên khác, Hàn Lập là một người ngoài, so với đám người đang quỳ xung quanh thật sự không ăn nhập, hắn bất động thanh sắc đi ra xa một chút rồi đứng đó. Hắn nhìn khí huyết chi lực nồng đậm xung quanh, âm thầm vận chuyển thiên sát chấn ngục công hấp thu, lập tức từng dòng nước ấm chảy khắp toàn thân. Không bao lâu, hắn cảm thấy mấy chỗ huyền khiếu chưa mở trong cơ thể lập tức dục dịch. Chỉ là tình hình mọi người ở đây đang như vậy, hắn cũng không tiện toàn lực vận công, chỉ có thể lặng lẽ thu nạp lực lượng khí huyết xung quanh. Đồng thời, hắn nhìn về phía tám cây cột đá màu máu phía trước, ánh mắt chấp động. Thực lực tám vị chân linh vương này hẳn là tương đương nhau, tu vi bạch trái cao thâm mà chắc, có lẽ đã đạt tới đạo tổ cảnh. Như vậy xem ra, mấy vị chân linh vương khác cũng là tồn tại đạo tổ. Thực lực man hoang giới vực thật sự không thể coi thường, chỉ là không biết ngoài tám vị chân linh vương này, còn có đạo tổ khác hay không? Chư vị, mặc dù mấy vị chân linh vương vẫn là khiến cho chúng ta đau lòng, nhưng chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật này mà thôi. Thời gian tu La huyết môn mở ra có hạn, tốt hơn là các ngươi thu lại tâm trạng, trước hết triệu hoán huyết mạch chi lực chân linh vương đi. Bạch Trạch chờ dây lát mới mở miệng nói, các tộc đàn trực hệ huyết mạch bát phương nghe vậy đều thu hồi cảm xúc, đứng lên, sau đó mỗi người nhanh chóng bận rộn, vây quanh cột đá của tộc đàn mình, khoanh chân ngồi xuống các tộc đàn huyết mạch hệ thứ khác của bát vương cũng vây lại tạo thành bộ dáng một pháp trận anh mã tộc bởi bạch trạch vẫn còn không cần triệu hoán không đến tập trung gần cột đá tất cả đều đi sang một bên đứng yên mặc nhãn tỳ hưu chỉ có một hậu duệ là tiểu bạch nên chỗ gần cột đá chỉ có một mình nó nhìn vào có chút cảm giác lẻ loi hàn lập thấy tiểu bạch vậy nhíu mày hàn đạo hữu lợi kỳ mã phi thân đến bên cạnh hàn lập hàn lập gật đầu với lợi kỳ mã không nói gì hàn đạo hữu không cần lo lắng, kế tiếp là triệu hoán huyết mạch chi lực mấy vị chân linh vương, cũng không nguy hiểm gì cả. Lợi kỳ mã thấy Hàn Lập lo lắng, cười nói, tiểu bạch chỉ có một người, so với các tộc khác có lẽ hơi thế đơn lực cô. Hàn Lập nhìn qua vẫn không yên lòng, yên tâm đi, triệu hoán huyết mạch chân linh vương, không phải dựa vào nhiều người, tiểu bạch dù chỉ có một người, nhưng nó là con của mặc nhãn tỷ hưu đại nhân, lực lượng huyết mạch nồng đậm không gì sánh được, khi thi pháp chẳng những không tốn nhiều sức so với những người khác còn nhẹ nhàng hơn lợi kỳ mã cười nói như thể biết rõ mọi chuyện ồ còn có chuyện này hàn lập nghe vậy nhướng mày hỏi lại ngươi nhìn xem sẽ biết lợi kỳ mã lần nữa cười đáp lợi kỳ mã vừa dứt lời người các tộc bắt đầu thi pháp dùng ngón tay vạch ở cổ tay cổ tay lập tức bắn ra một dòng máu tươi máu tươi kia không rơi xuống đất mà lơ lửng giữa không trung hóa thành từng vết máu nhanh chóng giao thoa nhau biến thành một pháp trận màu máu phức tạp bao phủ cột đá các tộc vào bên trong. Mà trên cột đá cũng hiện ra từng đường vân màu máu, cộng hưởng với pháp trận. Tiểu Bạch mặc dù chỉ có một người, nhưng cũng dùng máu tươi vẽ ra pháp trận màu máu, mà huyết trận của nó sáng hơn nhiều so với sáu tộc kia. Bạch Trạch thấy cảnh này, thân hình thoát một cái chia ra làm bảy, thân hình bảy người này không khác nhau chút nào, trống giống xuất hiện bên cạnh chậu than ở bảy cột đá. Bạch Trạch ở cạnh năm cột đá của Chu Yếm, Đào Một, Sơn Nhạc Cử Viên, Cử Vĩ Tiên Hồ, mặc nhãn tỷ hưu bấm tay một cái, đầu ngón tay lóe lên ánh lửa. Trong chậu than khảm ở năm cây cột đá vang lên tiếng phốc phốc nho nhỏ, đồng thời bùng lên một ngọn lửa màu vàng. Người năm tộc nhìn thấy cảnh này, lập tức toàn lực thúc dục pháp trận màu máu trên đỉnh đầu. Huyết mang nở rộ lóa mắt trong huyết trận, ngọn lửa màu vàng trên cột đá theo đó cũng rực sáng, hòa lẫn với ánh sáng huyết trận. Giờ phút này, trong miệng năm người bạch trạch đồng thời tụng niệm chú ngữ, bấm niệm pháp quyết thúc dục ngọn lửa màu vàng bập bùng. Lập tức, từng luồng sáng hai màu vàng đỏ giao thoa nhau, khuếch tán ra, không ngừng dung nhập vào hư không phụ cận. Lôi bằng tộc và hốn khoát tộc không cần bạch trạch khắp sáng man hoang chi hỏa, giờ phút này cũng tự mình thúc giục huyết trận vận chuyển. Bạch trạch cũng thi pháp thôi động ngọn lửa màu vàng trong chậu than, phối hợp với huyết trận lập lè. Trong hư không hỗn loạn, từng luồng quang mang huyết kim mắt thường không thể nhận ra nhanh chóng khuếch tán, tràn qua từng tiên vực, thậm chí các đại giới diện, lộ ra từng luồng lực lượng mang theo ý triệu hoán triệu hoán huyết mạch cần chút thời gian, không thể trong thời gian ngắn hoàn thành, từ từ chờ đợi đi. Hàn đạo hiểu, sau khi huyết tự đại hội kết thúc, người có tính toán gì không? Lợi kỳ mã mở lời, nói chuyện phiếm với Hàn lập. Hàn mỗ, Hàn lập vừa nói chuyện với lợi kỳ mã, vừa âm thầm vận công thu nạp khí huyết chi lực nồng đậm xung quanh, đồng thời chú ý tình huống nơi cột đá. Khi hai người nói chuyện phiếm, thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã qua hơn nửa ngày hư không trên đỉnh cột đá màu máu bên cạnh tiểu bạch bắt đầu chấp động, từng điểm bạch quang trong hư không thẩm thấu ra, ngọn lửa màu vàng vây quanh đỉnh cột đá chậm rãi bay múa. Những thứ kia là huyết mạch chân linh vương sao? Ánh mắt Hàn Lập sáng lên, bên trong những bạch quang này ẩn chứa chân linh huyết mạch chi lực cực kỳ nồng đậm, rất giống với huyết mạch trong cơ thể tiểu bạch, nhưng cao quý hơn nhiều. Đúng thế, quả nhiên huyết mạch tiểu bạch tinh thuần nhất, triệu hoán ra lực lượng huyết mạch mặc nhãn tỷ hưu đại nhân trước tiên. Lợi kỳ mã chậm rãi gật đầu, càng ngày càng có nhiều điểm sáng màu trắng từ trong hư không thẩm thấu ra, ngưng tụ thành một thể, hóa thành hư ảnh một con thủy thú trắng tuyết, khá giống với tiểu bạch khi biến thân thành tỷ hưu, nhưng uy vũ bất phàm hơn, trong hai con người đen nhánh lộ ra một cảm giác ngạo nghễ vạn vật. Đặc biệt, chỗ nghi tâm thủy thú trắng tuyết nứt ra một con mắt thẳng đứng hẹp dài, từng tia hắc quang kỳ dị từ đó tản ra. Tiểu bạch nhìn thủy thú trắng tuyết, hai mắt nổi lên hai luồng hắc quang kỳ dị, chiếu ra hút vào không ngừng. Mắt thấy cảnh này, bạch trẻ cũng lộ vẻ vui mừng tiểu bạch triệu hoán ra chân linh huyết mạch mặc nhãn tỳ hưu điều này như mở đầu bốn tộc khác cũng nhanh chóng có kết quả hư không trên đỉnh cột đá thiên hồ tộc hiện lên hào quang sám trắng từng đoàn hào quang từ từ bay ra trong hư không mỗi đoàn ánh sáng đều tản mát lực lượng huyết mạch cường đại hào quang sám trắng này rất nhanh hội tụ lại hóa thành một hư ảnh cửu vĩ thiên hồ mọi người thiên hồ tộc thấy cảnh này đều lộ vẻ đại hỉ trong đám người thiên hồ tộc trên người liễu nhạc nhi xuất hiện một tầng huỳnh quang làn da trên mặt, cánh tay, mọi chỗ đều hiện lên những đường vân màu xám trắng, mơ hồ cộng hưởng với hư ảnh cửu vĩ tiên hồ giữa không trung. Liễu Thanh nhìn thấy tình huống trên người Liễu Nhạc Nhi như vậy liền lộ vẻ vui mừng. Cùng lúc, đỉnh cột đá ba tộc Khánh Viên, Sô Mô, Bàn Sơn Viên cũng nhanh chóng chấp động quang mang, huyết mạch chi lực chân linh vương cách không tụ lại, hiện ra hư ảnh chân linh vương, khiến người ba tộc vô cùng mừng rỡ. Tuy nhiên, chỗ cột đá của hai tộc hỗn khoát, lôi bằng lại không có bất kỳ phản ứng gì chương 1180, biến số lan tràn. Xem ra hai vị tèn bối chân linh vương la hầu, du thiên côn bằng vẫn không có ý định trở về man hoang. Lợi kỳ mã thấy cảnh này, thở dài, hai vị tiền bối này vì sao không giống bạch trạch tiền bối, lưu lại man hoang. Hàn lập hỏi, la hầu tiền bối và du thiên côn bằng tiền bối đều có tính cách thích tiêu giao, quanh năm du lịch chư thiên vạn giới, ta cũng chưa thấy hình dạng bọn họ. Bây giờ tiên giới dung chuyển, man hoang cũng ở vào thời buổi rối loạn, hy vọng hai vị tiền bối có thể sớm ngày trở về, cùng phụ vương trọng trấn man hoang. Lợi kỳ mã thở dài, hàn lập gật gật đầu, nhưng không lên tiếng. Theo hư ảnh năm chân linh vương cửu vĩ thiên hồ ngưng tụ ra, bạch trạch liền ngừng thôi động man hoang chi hỏa, mấy đạo thân hình phân hóa ra đáp xuống mặt đất, hòa làm một. Huyết mạch chi lực năm vị chân linh vương đã gọi ra, mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng cũng đủ sử dụng, năm tộc các người mau mau chọn ra người kế thừa, dung hợp huyết mạch năm cỗ chân linh vương này đi. Bạch Trạch nói ra đa tạ vương thượng thành toàn tất cả người năm tộc khánh viên sô ngô đều đứng dậy khom mình hành lễ cảm tạ bạch trạch hôm nay có thể thành công triệu hoán về huyết mạch năm vị chân linh vương may mắn có bạch trạch thi pháp tương trợ nếu không chỉ dựa vào bọn họ thi triển huyết trận căn bản không thể nào khuếch tán ra quá xa được bạch trạch tùy ý khoát tay áo đi tới nơi hai tộc hốn khoát lôi bằng năm tộc sớm đã tuyển chọn người kế thừa ngay chỗ tam tộc khánh viên sô ngô bàn sơn viên tộc khánh điển thanh niên tóc trắng còn có tiểu bạch viên kia bắn ra, rơi xuống bên cạnh chân linh huyết mạch, ngồi xếp bằng trên hư không, bắt đầu thi pháp dung hợp chân linh huyết mạch. Mặc nhãn tỷ hưu bên này chỉ có một mình tiểu bạch, tự nhiên không cần thương lượng. Mà trong thiên hồ tộc, liễu nhạc nhi vượt qua đám người dưới ánh mắt ganh tị của một thanh niên thiên hồ tộc khác, bay xuống bên cạnh ngư ảnh huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, đang tính bắt đầu dung hợp. Chậm đã, vào thời khắc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Thanh âm chưa dứt, một đạo quang mang xám trắng hiện lên, rơi bên cạnh thiên hồ tộc hiện ra một bóng người là một trung niên nam tử mặc áo bảo cho dung mạo người này có chút ôn nhã chỉ là trong thần sắc lóe ra vẻ âm lãnh phảng phất phủ một tầng âm ảnh người nào người các tộc thấy cảnh này tất cả đều giật mình không ít người quát hỏi trói tai kế thừa chân linh vương huyết mạch đối với man hoang các tộc chính là chuyện cực kỳ trọng yếu bây giờ xung quanh bát hoang sơn đã bị người các tộc vây chặt đến không lọt một giọt nước bên ngoài tu la huyết môn càng bày ra cấm chế như thiên la địa võng để phòng ngừa nghi thức bị ảnh hưởng tự nhiên không biết người này làm thế nào tiến vào hàn lập nhìn người tới mặt lộ vẻ kinh dị trung niên nam tử mặc áo bảo cho trước mắt này có dung mạo rất quen thuộc chính là liễu tự tại không đúng hắn không phải liễu tự tại dung mạo mặc dù giống nhau nhưng khí chất lại có chút khác biệt ánh mắt hàn lập sáng lên rồi lại lắc đầu trung niên nam tử mặc áo bảo cho trước mắt cho người ta một cảm giác âm lãnh khác biệt rất lớn với liễu tự tại mà người trước mắt này chẳng biết tại sao cho Hàn Lập một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ trước kia đã gặp qua nơi nào. Là hắn, ánh mắt lợi kỳ mã ngưng tụ, tựa hồ nhận ra trung niên nam tử hôi bào này. Mà đám người thiên hồ bộ tộc nhìn thấy trung niên nam tử hôi bào này, trên mặt phần lớn lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ nhìn thấy quỷ quái. Các vị đạo hiếu, liễu mố cũng là người trong thiên hồ tộc. Hôm nay tới đây, là vì cạnh tranh kế thừa huyết mạch chân linh vương cửu vĩ thiên hồ, cũng không phải tới quấy rối nếu ảnh hưởng không tốt đến các vị, xin thứ lỗi. Trung niên nam tử hôi bào chấp hai tay, nhìn chung quanh thi lễ một cái, trên thân đại thịnh quang mang sám trắng. Một cỗ khí tức huyết mạch thiên hồ tinh thuần không gì sánh được từ trên thân gã bộc phát ra, mà cỗ khí tức này vô cùng to lớn, không gian quanh người gã rung động kịch liệt, phảng phất mặt nước hỗn loạn. Sắc mặt đám người thiên hồ tộc đại biến, bị cỗ khí tức này ép lảo đảo lui lại, chỉ có Liễu Thanh, còn có hai trung niên nam tử một cao một thấp bên người lão có thể đứng vững. Liễu Nhạc Nhi lơ lửng giữa không trung bị cỗ khí tức này tác động đến, cũng bị đánh bay ra ngoài một chút, gương mặt xinh đẹp trắng nhợt. Bất quá vào thời khắc này, bên cạnh Liễu Nhạc Nhi lóe lên một bóng người, thân ảnh Hàn Lập nổi lên, đỡ lấy Liễu Nhạc Nhi, đồng thời phát tay phát ra một cỗ kim quang, hình thành một tầng quang thuẫn màu vàng trước hai người, ngăn trở khí tức cực lớn kia tiếp tục cuốn tới. Liễu Nhạc Nhi nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn Hàn Lập. Hàn Lập cũng không để ý tới Liễu Nhạc Nhi, chỉ nhìn trung niên nam tử hồi bảo kia, con người co rụt lại. Tu vi trung niên nam tử hôi bào này vậy mà đạt đến đại la cảnh đỉnh phong, không yếu hơn so với Hắc Thiên Ma Tổ ngày đó, ẩn ẩn còn mạnh hơn một chút. Thực lực người này quá mạnh, không phải chúng ta có thể chống lại, trước tránh đi một chút. Tâm niệm Hàn Lập chuyển động, truyền âm nói với Liễu Nhạc Nhi. Liễu Nhạc Nhi tự nhiên không có ý kiến gì, thế là hai người thối lui về phía sau. Mà lúc Hàn Lập phi thân lui lại, quay đầu nhìn lại hai tộc hỗn khoát lôi bằng kia, Bạch Trạch giờ phút này đang đứng ở nơi đó cũng đang nhìn về hướng trung niên nam tử hôi bào kia nhưng lão không vì trung niên nam tử hôi bào tự tiện xông vào mà trách tội chỉ lặng lặng đứng ở nơi đó quan sát một bộ dạng người ngoài cuộc mà người các tộc bên ngoài huyết sắc không gian bao gồm mấy vị tộc trưởng kia cảm nhận được khí thức trung niên nam tử hôi bào thân sắc cũng biến đổi những người lúc trước quát lớn với trung niên nam tử hôi bào cũng ngậm miệng lại lặng yên lui xuống đám người thiên hồ tộc rất nhanh ổn định thân hình trong đám người liễu thanh cũng nhìn về phía bạch trạch bên kia Thấy đối phương không nhúc nhích đứng ở một bên, lão nhíu mày, nhưng lập tức khôi phục như thường, phất tay để mấy người bên cạnh về phía sau bảo hộ Liễu Nhạc Nhi. Vừa rồi Hàn Lập bảo hộ Liễu Nhạc Nhi lui lại, Liễu Thanh đều thấy được. Hàn Lập yêu mến Liễu Nhạc Nhi, lão cũng không hoài nghi, cho nên cũng không ngăn lại. Ba thân ảnh thiên hồ tộc lóe lên, xuất hiện quanh Hàn Lập và Liễu Nhạc Nhi, đó là Hồ Tam, Mục trưởng lão, còn có một lão giả mặt đen có tu vi thái ất đỉnh phong. Hàn đạo hữu, vừa rồi nguy hiểm Đa tạ ngươi xuất thủ bảo hộ Nhạc Nhi tiểu thư." Hồ Tam chắp tay nói cảm ơn, lão giả mặt đen kia cũng cảm ơn một tiếng, Mục trưởng lão mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng chắp tay. Nhạc Nhi với ta cũng không phải ngoại nhân, ta tự nhiên phải bảo vệ, liễu đạo hữu không cần phải khách khí." Hàn Lập quét nhìn Mục trưởng lão một chút, không để ý đến người này nữa, gật đầu nói với Hồ Tam. Lần trước từ biệt cũng không lâu lắm, thực lực Hàn đạo hữu lại tiến nhanh a, à, nhất là giờ phút này đối mặt nhiều cao nhân như vậy, tinh thần vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, khiến cho người ta khâm phục. Hồ Tam dò xét trên dưới Hàn Lập một chút, thở dài nói. Hàn Lập nghe vậy, ánh mắt đảo qua Liễu Nhạc Nhi bên cạnh, Hồ Tam, lão giả mặt đen, còn có tồn tại thái ất cảnh các tộc khác, trong lòng hơi động. Giờ phút này trong huyết sắc không gian có rất nhiều tồn tại đại la đang phóng thích khí tức bản thân, đối kháng với trung niên nam tử hôi bảo kia. Toàn bộ huyết sắc không gian tràn ngập uy áp đáng sợ của cấp đại la, Liễu Nhạc Nhi, Hồ Tam, các tồn tại thái ất cảnh khác mặc dù trên mặt miến cưỡng duy trì bình tĩnh, nhưng thần hồn lại đang không ngừng chấn động, nói là run lẩy bẩy cũng đúng. Đây là thần áp cường đại của đại la cảnh, tự nhiên áp chế thái ất cảnh. Từ thái ất cảnh tiến dài đến đại la cảnh, ngoại trừ tu vi đột phá, càng quan trọng hơn là thần hồn cũng sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, bắt đầu tương dung với nhục thân. Nhất cử nhất động của tu sĩ đại la cảnh đều sẽ mang theo cô áp đảo thần hồn chi lực mạnh mẽ này. Cho nên lúc tu sĩ thái ất cảnh đối mặt đại la cảnh, thường thường bó tay bó chân, chưa động thủ đã thua đến chín thành. Hàn lập đối diện với tồn tại đại la cảnh, cũng sẽ bị cố ý chí thần hồn này áp chế, chỉ là hắn tu luyện luyện thần thuật, thần hồn cường đại hơn nhiều so với tu sĩ thái ất cảnh bình thường, nên loại áp lực này nhỏ hơn rất nhiều, vậy nên hắn có thể chống lại những đại la cảnh kia, thậm chí dựa vào thời gian pháp tắc chi lực thủ thắng. Bất quá giờ phút này, hắn tựa hồ hoàn toàn không cảm giác bị áp chế, cho nên vừa rồi Liễu Nhạc Nhi gặp nạn, hắn có thể phản ứng nhanh hơn những người thiên hồ tộc kia, ngăn trước người liễu nhạc nhi đầu tiên. Đuôi lông mày hàn lập khẽ động, nhưng rất nhanh biết được nguyên do. Trong khoảng thời gian này tu vi hắn mặc dù không tăng lên, nhưng tế luyện nắm giữ tuế nguyệt thần đăng, thời gian pháp tắc tinh thi trong cơ thể liên tục tăng nhiều, lại tìm hiểu ra thông thiên kiếm trận, càng bố trí ra tranh lệch thời gian không gian, lòng tin càng ngày càng mạnh, tinh thần cảnh giới không ngừng khỏe mạnh trưởng thành. Trong bất chi bất giác, thần hồn chi lực của hắn mặc dù không tăng cường, nhưng cảnh giới thần hồn lại ẩn ẩn phát sinh thuế biến thần hồn đại la cảnh mạnh mẽ đã không có tác dụng áp chế hắn nữa hàn lập phát giác được thần hồn biến hóa mừng thầm trong lòng nhưng trên mặt không biểu hiện ra ngoài liễu đạo hữu quá khen chúc thực lực của hàn mỗ so với thiên hồ tộc không tính là gì hay là xem liễu thanh tộc trưởng làm thế nào lui địch đi hắn từ tốn nói trong mắt hồ tam hiện lên quang mang kỳ lạ cũng không tiếp tục xoắn suýt việc này nữa nhìn về phía trước giờ phút này đám người thiên hồ tộc đã từ trong khiếp sợ khôi phục lại nhìn trung niên nam tử hôi bào rằng co với nhau liễu thiên hào năm đó ngươi làm ra chuyện như vậy bây giờ lại còn dám đến tu la huyết môn này lá gan không nhỏ a à. liễu thanh vượt qua đám người đi ra trong mắt chấp động lãnh mang chuyện năm đó không biết liễu thanh đạo hữu nói là chuyện gì xin nói rõ liễu thiên hào không thèm quan tâm lời liễu thanh nói lộ ra sát ý cười nhạt nói ra trí nhớ các hạ có vẻ không được tốt lắm vậy cũng không sao, dưới cửu tuyển có nhiều thời gian để cho ngươi nhớ lại. Liễu Thanh Sâm Nhiên cười một tiếng, vung tay lên, không gian huyết sắc chung quanh Liễu Thiên Hào trong chốc lát biến mất không còn tâm tích, mắt tối sầm lại, trong nháy mắt biến thành hắc không nồng đậm, vô số tinh quang lấp lóe ở trong đó, hình thành một đầu tinh hà to lớn, nhanh chóng chuyển động. Gã tựa hồ bỗng chốc bị dẫn tới vô tận sâu trong tinh không. Tinh hà to lớn đột nhiên tăng lớn, một lát nhét đầy toàn bộ tinh không, đồng thời kịch liệt chuyển động một cỗ lực lượng xoay tròn đáng sợ tựa hồ có thể nhìn nát tinh không từ trong tinh hà thẩm thấu ra quét về phía liễu thiên hào muốn xé nát thân thể gã ra đồng thời từng khỏa thiên thạch từ trong tinh hà như điện gào thét đến đánh thân thể liễu thiên hào bay ra ngoài máu tươi vẩy ra ừm tu luyện huyễn cảnh linh vực không sai đạt tới cảnh giới nguyễn ma tùy tâm đáng tiếc điểm trình độ ấy còn không vây khốn được ta liễu thiên hào không để ý chút nào thương thế trên người nhíu mày lại sau đó tay phải bấm niệm pháp quyết chỗ mi tâm gã lóe lên quang mang, hiện ra một đạo quang ngấn xám trắng. Sau đó vết tích vỡ ra hai bên, hóa thành một con mắt dọc sám trắng, bắn ra vô cùng vô tận hỏa diễm xám trắng. Hỏa diễm sám trắng tản mát ra huyễn chi pháp tắc cực kỳ tinh thuần, hỏa diễm thiêu đốt ở đâu, tinh không nơi đó lập tức sụp đổ. Trong nháy mắt, chung quanh tinh không đều mẫn diệt, một lần nữa về lại huyết sắc không gian. Mà thương thế trên người Liễu Thiên Hào cũng biến mất không còn tâm tích, một dấu vết cũng không lưu lại chương 1181, tự tin, huyễn chân chi diễm, không ngờ ngươi lại tu thành linh diễm khắc chế tất cả huyễn thuật. Linh vực liễu thanh bị phá, nhưng không kinh hoàng mảy may mà trên mặt lại lộ vẻ tươi cười. Liễu thiên hào khẽ giật mình, không chờ y có bất kỳ phản ứng nào, phốc phốc một tiếng, một thanh trường đao hiện ra huyết mang quái dị vô thanh vô tức đâm từ phía sau lưng y, xuyên qua đan điền dưới bụng, thình lình lao ra phía trước. Cùng lúc đó, Hai bàn tay chấp động bạch quang lóa mắt xuất hiện trước người y, đặt lên trên lồng ngực. Hai bóng người như quỷ mị, xuất hiện trước sau liễu thiên hào, ra tay đánh lén. Hai người này vừa rồi còn đứng bên cạnh liễu thanh, là hai nam tử thiên hồ tộc một cao một thấp. Liễu thiên hào phun nhiều máu tươi, khí thức nhanh chóng suy sụp xuống. Liễu thiên hào, nằm đó người cấu kết người hôi giới, ám hại chủ nhân, hôm nay đền mạng đi. Nam tử cao lớn tay cầm huyết đao, nghiêm nghị quát. Cùng với tiếng quát trói tai trên thân người này lóe lên hào quang xám trắng, dung mạo nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt hóa thành một nam tử trung niên áo xanh, bất ngờ lại là Liễu tự tại. Huyết sắc trường đao kia chứa sát khí và thôn vệ chi lực, chính là Thiên Hồ hóa huyết đao. Tên nam tử lùn kia nhấn xong trường một cái rồi lập tức nhẹ nhàng lui lại. Trước ngực Liễu Thiên Hào hiện ra hai trường ấn màu trắng, giống như in dấu trên thân thể. Từng đạo bạch quang không ngừng vặn vẹo trên trường ấn màu trắng, chui vào cơ thể Liễu Thiên Hào không ngừng nổ ra, xé rách nội tạng bên trong. Toàn thân Liễu Thiên Hào run rẩy kịch liệt, miệng mũi không ngừng thổ huyết. Liễu Đạo Hiếu, ra tay đánh lén không phải hành vi quân tử, nhưng hành động các hạ trước kia quá ti tiện, mà thực lực ngươi bây giờ lại hơn xa chúng ta, bất đắc dĩ đành ra hạ sách này. Tên nam tử lùn nghiêm mặt nói, khi đang khi nói chuyện, dung mạo của hắn cũng nhanh chóng biến hóa, biến thành một nam tử trung niên áo trắng, bề ngoài giống Liễu Tự Tại, Liễu Thiên Hào như đúc, chỉ là thần sắc khí chất hoàn toàn khác biệt cảm giác chính đại, hòa nhã. Liễu tự tại, liễu hạo nhiên, không ngờ các ngươi đã trở về thiên hồ tộc. Cũng đúng, chỉ có hai người mới có thể vô thanh vô tức ẩn núp đến cạnh ta, ra tay đánh lén như vậy. Liễu thiên hào nhìn qua rất thê thảm, nhưng khuôn mặt lại bình tĩnh vô cùng, duy trì vẻ cười nhạt như cũ. Ba người liễu thanh, liễu tự tại, liễu hạo nhiên thấy cảnh này, mặt hơi biến sắc. Thế nhưng, liễu thiên hào này quả thật chính là thực thể, bất luận khí tức, xúc cảm, hay ba động pháp tắc, đều không chút bất thường, không phải loại phân thân huyễn thuật. Mà ba người kia cũng vận khí, ba động thần hồn không có bất kỳ khác thường gì, không hề chúng huyễn thuật. Về mặt tu luyện huyễn chi pháp tắc, ba người Liễu Thanh đều đã đạt tới tuyệt đỉnh, điểm này chắc chắn không phạm sai lầm. Liễu tự tại hét lớn một tiếng, thiên hồ hóa huyết đao trong tay tăng vọt huyết mang, bất chợt vặn mạnh một cái. Một tiếng bụp bụp, thân thể Liễu Thiên Hào vỡ tung, hóa thành máu chảy, thịt nát đầy trời. Thế nhưng, Liễu tự tại thấy cảnh này, chẳng những không nhẹ nhàng thở ra mà ngược lại thần sắc càng thêm ngưng trọng sau một khắc sắc mặt y đột nhiên biến hóa thiên hồ hóa huyết đao sáng rực lên trải rộng ra hóa thành một màn đao màu máu bảo vệ toàn thân nhưng màn đao vừa mới thành hình lập tức phát ra một tiếng ẩm thật lớn toàn bộ chớp mạnh rồi bị nghiền ép vỡ vụn thân người liếu tự tại và đao bay ngược ra ngoài như thể bị thứ gì mạnh mẽ đánh bay liếu hạo nhiên cũng thay đổi thần sắc đôi mắt hiện lên một tầng tinh mang song trưởng sáng rực bạch quang vỗ thẳng về hư không phía trước. Lại là một tiếng ầm rất lớn, một tia sáng chói mắt hiện ra, cả người Liễu Hạo Nhiên như một cọng rơm trước gió, bị đánh bay ra ngoài một cách tàn nhẫn. Liễu Thanh nhìn thấy cảnh này, thần sắc đại biến, hào quang xám trắng trên người đại thịnh, trong nháy mắt hình thành một linh vực màu xám trắng lớn mấy chục trượng ở quanh người. Đám người thiên hồ tộc phía sau cũng lập tức triển khai linh vực, hoặc tế ra tiên khí, bảo vệ chính mình và hư ảnh huyết mạch chân linh cửu vĩ thiên hồ giữa không trung kia, để phòng bị người khác đánh cắp. Mà ba người hồ tam, mục trưởng lão cũng tế ra linh vực và tiên khí, bảo vệ liễu nhạc nhi. Hàn lập thực sự không khẩn trương như đám người thiên hồ tộc. Hắn yên lặng vận chuyển cửu u ma đồng, quét qua xung quanh, thần thức cũng tỏa ra, ý đồ tìm kiếm thứ đã đánh bay liễu tự tại với liễu hạo nhiên. Đáng tiếc, mặc cho hắn dò xét thế nào, cũng không tìm thấy chút manh mối. Các tộc khác thấy chỗ thiên hồ tộc sinh biến nên có chút rối loạn. Trong đám đông, bạch trạch khẽ hồ lên một tiếng, mặt lộ chút ngạc nhiên. Lợi Kỳ Mã vốn đứng chung một chỗ với Hàn Lập, sau khi Hàn Lập ra tay cứu Liễu Nhạc Nhi thì Lợi Kỳ Mã đã về bên cạnh Bạch Trạch. "Phụ Vương, người nhìn ra cái gì vậy?" Lợi Kỳ Mã thấy thần sắc Bạch Trạch biến hóa, thấp giọng hỏi. Bạch Trạch chậm rãi khoát tay áo, không nói gì. Trận địa Liễu Thanh sẵn sàng đón địch, nhưng không có xuất hiện công kích như dự kiến. Trước người lão, hư không ba động, một thân ảnh hư ảo chậm rãi hiện ra, mà trên mặt đất, những mảnh thân thể vỡ tung của Liễu Thiên Hào lại trở nên hơi mờ chậm rãi dung nhập hư không, biến mất không thấy đâu. Tất cả thịt nát biến mất không thấy gì trong nháy mắt, thân ảnh hư ảo kia biến thành thực thể, bất thình lình chính là Liễu Thiên Hào, toàn thân hoàn toàn không thấy một vết thương nào, đứng đó mỉm cười. Không ổn, là, huyễn hữu mộng cảnh, Liễu Thanh nhìn thấy một màn trước mắt, mở miệng thất thanh, sắc mặt biến đổi liên hồi. Đám người thiên hồ tộc nghe thấy Liễu Thanh nói vậy, mặt lộ vẻ kinh hãi. Nhạc nhi, Huyễn Hiếu Mộng Cảnh trong lời Liễu Thanh tộc trưởng là thần thông loại nào, Ngụy có biết không? Hàn Lập nhìn khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ của Liễu Nhạc Nhi, thấp giọng hỏi: Huyễn Hiếu Mộng Cảnh là đại thần thông trong truyền thuyết của Thiên Hồ tộc, chính là Thánh tổ cửu vĩ Thiên Hồ bản tộc sáng tạo năm xưa. Qua vô số năm lịch sử, ngoại trừ Thánh tổ cử vĩ Thiên Hồ bản tộc chỉ có Liễu Kỳ lão tổ từng tu thành. Nghe đồn chỉ cần thi triển thần thông này, bất cứ thương tổn gì đều sẽ hóa thành huyễn cảnh biến mất, không mảy may tổn thương bản thể có thể coi là thần thông vô địch. Liễu Nhạc Nhi khôi phục cảm xúc, thấp giọng trả lời. Lại có loại thần thông này, Hàn Lập nghe những lời này cũng giật nảy mình. Liễu Tự Tại và Liễu Hạo Nhiên dù bị đánh bay, nhưng không bị thương quá lớn, chỉ chớp mắt đã ổn định thân hình, đang muốn phản kích thì nghe thấy lời Liễu Thanh, hai người đang bay nhào tới thân hình cũng hơi sững lại. Người có thể thu thành thần thông của chủ nhân, làm sao có thể? Liễu Tự Tại tự lẩm bẩm, thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin được. Ha ha, nhục thể của y trong tay ta, tu thành môn thần thông này có gì khó. Hạng người không muốn phát triển như các ngươi, vĩnh viễn cũng không thể biết được nhục thể đó giúp ích to lớn cỡ nào đối với tu luyện. Liễu Thiên Hào lộ vẻ đắc ý, liếc Liễu Tự Tại và Liễu Hạo Nhiên, cười lạnh. Hai người kia nghe vậy, sắc mặt đầu tiên trầm xuống, rồi lại hiện ra sự phẫn nộ, hào quang trên người đại thịnh, ngoài thân xuất hiện một lớp lông xanh đen, năm ngón tay mọc ra thú chảo bén nhọn. Trong nháy mắt, cả hai hóa thành hình thái nửa người nửa thú, một tầng hào quang xám trắng ngưng động như thực che phủ quanh người, quần áo bay phất phới, toàn thân toát ra một khí thế dũng mãnh không gì sánh được, muốn động thủ lần nữa. Liễu Thanh thấy vậy, hào quang sáng trắng bên ngoài thân cũng lóe lên. Được rồi, nơi đây là bên trong tu la huyết môn, không chịu nổi trùng kích quá lớn. Các ngươi muốn giải quyết ân oán trong tộc, đợi rời khỏi đây rồi hãng tính. Vào thời khắc này, một thanh âm nghiêm nghị vang lên, bóng dáng bạch trạch bay xuống. Nhìn thấy bạch trạch tới, bốn người vội vàng thu hồi lực lượng bản thân, sợ hãi đáp ứng. Chỉ là trong ánh mắt ba người Liễu Thanh nhìn về phía Liễu Thiên Hào, vẫn tràn đầy địch ý. Phía xa, Hàn Lập nhìn ba người Liễu Thiên Hào, trong lòng nghĩ ngợi. Liễu Đạo Hiếu, Liễu Thiên Hào này, chẳng lẽ là một trảm thi khác của Liễu Kỳ Lão Tổ? Hàn Lập truyền âm hỏi Hồ Tam, không sai, Liễu Thiên Hào chính là ác thi mà Liễu Kỳ Lão Tổ chém ra. Hơn nữa, người này ngươi đã gặp qua trước kia, Hồ Tam nhìn Hàn Lập một chút, truyền âm trả lời ta đã gặp hàn lập nghe vậy khẽ giật mình quả thực hắn vừa gặp người này đã cảm thấy quen thuộc hồi giới tẩy sát trì hồ tam nhàn nhạt truyền âm nói hàn lập nghe câu này lần nữa sững sờ người nói là cự hồ lúc đó không phải liếu kỳ lão tổ mà là người này tâm tư hắn linh hoạt lập tức hiểu ra không sai đáng hận là ngày đó ta bị y lừa gạt còn giúp thoát khốn tạo thành sai lầm lớn thân sắc hồ tam khó coi vô cùng giọng căm hận nói. Liễu Thiên Hào rốt cuộc đã làm việc gì khiến cho thiên hồ tộc các ngươi thống hận như vậy? Còn Liễu Kỳ Lão Tổ kia, đã vẫn lạc thật sao? Hàn Lập im lặng một chút, truyền âm hỏi. Theo ta biết, Liễu Kỳ Lão Tổ đích thực đã vẫn lạc, hơn nữa chính Liễu Thiên Hào cấu kết ngoại nhân gây ra. Trong mắt Hồ Tam hiện lên huyết quang, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Thiên Hào. Hàn Lập nghe vậy giật mình, trong lòng bừng tỉnh, khó trách bọn người Liễu Thanh căm thủ Liễu Thiên Hào như vậy. Thế nhưng, Liễu tự tại là tự ngã thi của Liễu Kỳ lão tổ, còn Liễu Hạo Nhiên kia, 89 phần 10 là thiện thi, hai người bọn họ vì sao cũng căm thù Liễu Thiên Hào như thế, chẳng lẽ là vì Liễu Thiên Hào giết Liễu Kỳ? Theo hắn biết, tam Thi với bản thể hẳn là quan hệ đối nghịch mới phải, nhưng nhìn thái độ Liễu tự tại và Liễu Hạo Nhiên, dáng vẻ hình như có chút trung thành với Liễu Kỳ. Quan hệ Tam Thi và bản thể không đơn giản như người biết. Mặc dù trong thiên tính Tam Thi mang theo ý nghĩ đánh giết bản thể, cướp đoạt nhục thân, nhưng bọn chúng cũng là sinh linh, có tâm trí hoàn chỉnh, không phải là không thể thuần phục. Huống chi liếu kỳ lão tổ tu luyện huyến chi pháp tắc, am hiểu nhất điều khiển nhân tâm, thu phục hai trảm thi cũng không khó gì. Một thanh âm vang lên trong lòng hàn lập, lại là bình linh trưởng thiên bình. Bình linh tiền bối, người rốt cuộc đã tỉnh, mắt hàn lập sáng lên, trong lòng trao đổi với bình linh. Tiểu tử ngươi sao lại cuốn vào chuyện nguy hiểm như thế này, còn tiếp xúc khoảng cách gần như vậy với đạo tổ, nếu như người này ra tay với ngươi, kể cả ta lại dùng xuyên qua thời không, chưa chắc kịp cứu tính mạng ngươi. Bình Linh hừ một tiếng, nói, tiền bối thứ tội, cục diện bây giờ ta cũng bất ngờ. Nhưng hiện tại đã như vậy, mong rằng tiền bối cẩn thận, tùy lúc chuẩn bị xuyên qua thời không. Hàn lập thở dài đáp, chỉ cần tinh thi thời gian pháp tắc đầy đủ, xuyên qua thời không bao nhiêu lần cũng không vấn đề. a à, tinh thi thời gian pháp tắc trong cơ thể tiểu tử ngươi chẳng những khôi phục tiêu hao trước đó, hơn nữa còn tăng lên không ít. Khó trách tự tin như vậy thanh âm kinh ngạc của Bình Linh vang lên trong lòng Hàn Lập. chương 1182, truyền thừa, xác thực gặp được chút cơ duyên, việc này lúc sau hãy nói cũng không muộn. Bình Linh tiền bối, người vừa mới nói tam thi có thể thuần phục, lời này là thật. Hàn Lập nói sang chuyện khác, hỏi, ta chẳng lẽ lại gạt ngươi, chỉ là muốn làm việc này cũng không dễ a. À. Bình Linh tựa hồ cũng không muốn nói nhiều về việc này, nói xong cũng không lên tiếng nữa. Bình Linh tiền bối, Thực lực ba bộ Tam thi của Liễu Kỳ lão tổ không giống nhau cho lắm, Liễu Thiên Hào kia có thực lực Đại La đỉnh phong, nhưng Liễu Tự Tại và Liễu Hạo Nhiên chỉ mới Đại La trung kỳ, thực lực Tam thi chém ra rốt cuộc như thế nào? Hẳn là giống tu sĩ, có thể thông qua tu luyện từ từ tăng lên sao? Hàn Lập đã muốn biết rõ chuyện Tam thi từ sớm, đáng tiếc trước đó một mực không có người để hỏi, hôm nay khó có được cơ hội được Bình Linh chỉ điểm, hắn vội dò hỏi không phải ta vừa mới nói với ngươi là tam thi và sinh linh hoàn chỉnh khác không khác nhiều à, đương nhiên có thể tu luyện. Còn ba bộ tam thi của liễu kỳ có thực lực không đồng nhất, nguyên nhân rất đơn giản, nhục thân liễu kỳ lão tổ đã rơi vào trong tay ác thi, đây là lý do thực lực ác thi đột một tăng mạnh. Bình linh hừ một tiếng, bộ dạng bị làm phiền, nói. Nhục thân bản thể lại trọng yếu đối với trảm thi như vậy. Hàn lập cũng không thèm để ý đến ngữ khí của bình linh, tiếp tục hỏi. Đó là đương nhiên, Nhục thân bản thể liên quan đến hạn chế thiên địa đại đạo. Nếu không có nhục thân tương hợp, trảm thi tuyệt đối không thể nào tu luyện tới đạo tổ cảnh. Mà trong nhục thân của bản thể ẩn chứa cả ngộ pháp tắc tu luyện của bản thể. Sau khi trảm thi đạt được, dung hợp với pháp tác bản thân, thực lực lập tức có thể tiến nhanh. Nếu không ngươi cho rằng đám trảm thi vì sao đều trăm phương ngàn kế muốn cướp đoạt nhục thân bản thể? Lần này Bình Linh không có giăn dạy hàn lập, từ tốn nói, thì ra là thế. Còn có một vấn đề giữa bản thể tu sĩ và tam thi đến cùng là loại quan hệ nào nếu tam thi thời khắc đều muốn tính toán bản thể bản thể sao không giết hết tam thi lại lưu lại tai họa ngầm này hàn lập hơi giật mình gật đầu nhẹ lại hỏi tam thi chính là chấp niệm trong lòng tu sĩ huyễn hóa ra căn bản không giết chết triệt để được mà dù giết được chảm thi những chấp niệm kia vẫn như cũ dây dưa đến bản thể tu sĩ ảnh hưởng nghiêm trọng tâm trí và tu luyện của tu sĩ lại cần phải chém tiếp mà mỗi lần giết chết chảm thi, chấp niệm bản thân đều tăng lên gấp bội, chảm thi sẽ càng thêm khó khăn. Đối với tu sĩ, tam thi giết không được, cũng thả không được, tốt nhất chỉ có thể phong ấn nó. Bình Linh tựa hồ rất vui vẻ giải thích cho Hàn Lập, chậm rãi nói. Nói như thế, tam thi là tồn tại đồng sinh cộng tử với bản thể tu sĩ. Vậy nếu bản thể tu sĩ bị giết, những tam thi kia sẽ như thế nào? Hàn Lập lại nghĩ tới một vấn đề, bản thể bị giết, tam thi không có đầu nguồn, có thể bị giết chết, cho nên đôi khi Tam thi cũng sẽ bảo hộ an toàn cho bản thể." Bình Linh nói ra, ngay lúc Hàn Lập và Bình Linh trao đổi, Bạch Trạch đi tới gần bốn người Liễu Thanh. "Vương thượng, ngài vừa mới nói để các tộc lựa chọn nhân tuyển kế thừa huyết mạch chân linh vương, Liễu Mỗ cũng là người thiên hồ tộc, hẳn là cũng có tư cách kế thừa huyết mạch chi lực thánh tổ cửu vĩ thiên hồ a." Liễu Thiên Hào thi lễ với Bạch Trạch, không kiêu ngạo không tự ti nói. "Lấy thân phận, người xác thực có tư cách này?" chỉ là chuyện liếu kỳ năm đó, người giải thích thế nào? Bạch Trạch Trầm giọng nói ra, vương thượng đã thành tựu đạo tổ, chắc cũng biết thiên tính tam thi chúng ta luôn muốn cướp đoạt nhục thân bản thể, nên mới có sự tình năm đó, mong rằng vương thượng khoan dung. Liễu Thiên Hào nói, nói bậy, liếu kỳ lão tổ đã thành tựu đạo tổ, há lại địch không nổi ngươi. Vương thượng, Liễu kỳ lão tổ xảy ra chuyện, tất nhiên là do Liễu Thiên Hào này cấu kết ngoại nhân, không phải thiên đình thì là hôi giới, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha hắn. Liễu Thanh nghiêm nghị quát, sự tình năm đó, đúng là ta liên thủ với hồi giới, chẳng qua hiện nay ta và đối phương đã đối nghịch, quyết định quay về man hoang. Dòng máu của Liễu mỗ chính là man hoang, điểm này ta tuyệt không dám quên. Bây giờ ta đã được nhục thân Liễu Kỳ, khoảng cách đạo tổ chi cảnh chỉ còn cách một đường, kế thừa huyết mạch thánh tổ cửu vĩ thiên hồ, tỷ lệ thành tựu đạo tổ so với Liễu Nhạc Nhi kia lớn hơn rất nhiều, xin vương thượng minh giám. Liễu Thiên Hào cũng không để ý tới Liễu Thanh chỉ trích, nói với Bạch Trạch. Bạch Trạch nghe nói lời này, mặt lộ vẻ do dự, tựa hồ có chút động dung. Vương thượng, tính cách Liễu Thiên Hào xảo trá, hắn tuyệt đối không thể tin, năm đó Liễu Kỳ lão tổ vì tin hắn, mới rơi vào kết cục vẫn lạc, huyết mạch thánh tổ không thể để người này kế thừa. Liễu Thanh khẩn trương nói, lời của các ngươi đều có chút đạo lý, mà đây là chuyện nội bộ Thiên Hồ tộc các ngươi, ta tuy bây giờ là Man Hoang chi vương, cũng không tiện nhúng tay vào. Như vậy đi, huyết mạch chi lực cửu vĩ thiên hồ cũng không phải là tử vật, có linh tính rất sâu xa, giờ người nào kế thừa, giao cho chính nó lựa chọn đi. Bạch Trạch nhìn Liễu Thanh và Liễu Thiên Hào một cái, nói ra. Xa xa Hàn Lập nghe lời này, lông mày hơi cao lại. Trong mắt Liễu Thanh lóe lên một tia kinh ngạc, trầm ngâm một chút, sau đó gật đầu nói tốt, vậy theo lời vương thượng đi. Mà lông mày Liễu Thiên Hào không khỏi hơi nhíu lại, nhưng lập tức giãn ra, cũng gật đầu biểu thị đồng ý, quay đầu nói với Liễu Tự Tại và Liễu Hạo Nhiên một bên. Hai người các ngươi cũng đừng giả vờ giả vịt nữa, cùng lên đi, các người trở về thiên hồ tộc, không phải cũng là vì huyết mạch chi lực cửu vĩ thiên hồ à. Liễu tự tại nghe vậy ánh mắt ba động một chút, nhìn bạch trạch một cái, cũng không phủ nhận. Mà Liễu thanh thấy vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại không biểu lộ mảy may. Ta sở dĩ trở về thiên hồ tộc, chính là vì đã đáp ứng chủ nhân, thay hắn thủ hộ thiên hồ tộc, không có ý tranh đoạt huyết mạch thánh tổ, các người muốn tranh thì cứ tranh, chớ kéo ta vào. Liễu hạo nhiên lại lắc đầu, nghiêm mặt nói ra, sau đó nhẹ nhàng lui qua một bên. Ha ha, hảo nhiên đạo hữu lại quang minh lẫm liệt như vậy, bội phục. Liễu Thiên Hào nghe lời này, cười khan một tiếng, thần sắc Liễu tự Tại cũng hơi ngượng ngùng, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Liễu Thanh cảm kích nhìn Liễu Hạo Nhiên một chút, sau đó vẫy tay một cái với mấy người Liễu Nhạc Nhi ở phía xa xa. Biến cố bên này, Liễu Nhạc Nhi đứng ở đằng xa vẫn luôn để ở trong mắt, tu vi Liễu Thiên Hào kinh thiên động địa, nghe nói muốn cạnh tranh cùng gã, trong lòng Liễu Nhạc Nhi khẩn trương khó hiểu, không khỏi nhìn lại hàn lập nhạc nhi không cần lo lắng liễu thanh tộc trưởng đã tính toán trước hẳn là đã nắm chắc mới đồng ý biện pháp này người cứ hết sức là được không cần quá mức lo lắng mắt hàn lập sáng lên vỗ vỗ đầu liễu nhạc nhi cười nói nghe hàn lập nói liễu nhạc nhi tựa hồ an tâm hơn không ít theo mục trưởng lão và hồ tam bay đi rơi vào trước người liễu thanh tộc trưởng nhạc nhi người cứ nỗ lực hết sức tâm huyết cả đời chúng ta tận giao thiên hồ tộc đồng sinh cộng tử người mới thật sự là hậu duệ thiên hồ, huyết mạch thánh tổ thông linh, tin tưởng sẽ chọn ngươi. Liễu Thanh nắm tay Liễu Nhạc Nhi, vỗ vỗ nhẹ nhàng. Một giọt tinh huyết màu xám trắng từ trong nhẫn chữ vật ngón tay giữa của lão bay ra. Giọt tinh huyết này tròn vo, Trói sáng, bên trong ẩn chứa vô số phù văn, lóe lên chui vào lòng bàn tay Liễu Nhạc Nhi. Lòng bàn tay Liễu Nhạc Nhi nóng lên, đôi mắt đẹp không khỏi khẽ động. Bất quá nàng cũng là người tinh tế, thần sắc không biểu lộ mảy may. Tộc trưởng yên tâm. Nhạc Nhi tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng. Liễu Nhạc Nhi cúi đầu nhẹ nhàng, Liễu Thiên Hào bên cạnh đột nhiên nhìn sang hai người Liễu Thanh, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Đi thôi, Liễu Thanh lộ vẻ tươi cười, gật đầu nói. Liễu Nhạc Nhi nhẹ nhàng bay lên, rơi vào trước hư ảnh huyết mạch cửu vĩ thiên hồ. Liễu Thiên Hào thấy vậy, cũng bắn ra, rơi vào phụ cận Liễu Nhạc Nhi. Mà Liễu tự tại giờ phút này cũng phi thân lên, rơi vào bên cạnh huyết mạch cửu vĩ thiên hồ. Đã chuẩn bị xong, vậy bắt đầu đi. Bạch Trạch nhàn nhạt mở miệng, ba người nghe tiếng, trên thân đều đại phóng quang mang xám trắng. Bởi vì tu vi cao thấp khác nhau, quang mang quanh thân ba người rõ ràng có tranh lệch. Tu vi Liễu Thiên Hào cao nhất, tản ra quang mang lóa mắt không gì sánh được, mắt thường cơ hồ không thể nào nhìn thẳng, Liễu Tự Tại hơi kém một chút, Liễu Nhạc Nhi thì tối nhất. Huyết mạch chi lực thiên hồ của ba người giờ phút này đều hiện ra, trong quang mang ba động một cái, đều ngưng tụ ra hư ảnh một con thiên hồ. Hư ảnh thiên hồ của Liễu Thiên Hào và Liễu Tự Tại đều là cửu vĩ, Liễu Nhạc Nhi lại là lục vĩ. Ba hư ảnh thiên hồ đồng thời nhấc chảo vẫy một cái về phía huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, phát ra một cỗ hấp lực. Quang mang xám trắng quanh người Liễu Nhạc Nhi mặc dù ảm đạm nhất, nhưng hư ảnh lục vĩ thiên hồ sau lưng nàng lại dị thường rõ ràng sáng tỏ, không kém chút nào so với hai người Liễu Thiên Hào, thậm chí so với hư ảnh cửu vĩ thiên hồ sau lưng Liễu Tự Tại còn sáng hơn mấy phần. Liễu Tự Tại nhìn thấy cảnh này, ánh mắt không khỏi trầm xuống toàn lực thôi động thiên hồ huyết mạch thể nội, quang mang xám trắng quanh người lập tức tăng lên, nhưng hư ảnh cửu vĩ thiên hồ không có biến hóa gì. Mà Liễu Thiên Hào liếc qua Liễu Nhạc Nhi, ánh mắt cũng hơi trầm xuống. Vào thời khắc này, hư ảnh quang mang huyết mạch cửu vĩ thiên hồ chấn động một hồi, chậm rãi chuyển hướng ba người, phảng phất vật sống nhìn qua ba người. Ánh mắt hư ảnh huyết mạch quét qua người Liễu Tự Tại, lập tức rời đi, rơi vào trên thân hai người Liễu Nhạc Nhi và Liễu Thiên Hào. Nhìn thấy cảnh này, cả người liễu tự tại cứng đờ, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Ánh mắt hư ảnh huyết mạch cửu vĩ thiên hồ đảo tới lui trên người liễu nhạc nhi và liễu thiên hào, tựa hồ không cách nào đưa ra quyết định chọn người nào. Vào thời khắc này, hai tay liễu thiên hào vung vẩy, làm ra từng động tác kỳ quái, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài thần bí. Hư ảnh thiên hồ phía sau gã lập tức sáng lên, trở nên rõ ràng mấy phần. Hư ảnh huyết mạch cửu vĩ thiên hồ lập tức nhìn sang, quanh người chấp động quang mang, tựa hồ sẽ bay tới. Nhưng vào lúc này, một trận thanh âm dị khiếu vang lên, lại từ trên thân Liễu Nhạc Nhi truyền đến. Giờ phút này chỗ mi tâm Liễu Nhạc Nhi lóe lên, hiện ra một đoàn ấn ký xám trắng hình giọt nước, phía trên tỏa ra quang mang sáng tỏ. Những hoa văn xám trắng trên người nàng đột nhiên sáng lên, tản mát ra quang mang xám trắng giống như hỏa diễm, đồng thời nhúc nhích phảng phất như vật sống. Hư ảnh thiên hồ sau lưng Liễu Nhạc Nhi bỗng nhiên sáng lên, cơ hồ sáng gấp bội, lập tức đè ép khí thế hư ảnh cửu vĩ thiên hồ của Liễu Thiên Hào xuống. Trong mắt hư ảnh huyết mạch cửu vĩ thiên hồ hiện lên một tia kinh hỉ, lập tức bỏ liễu thiên hào, nhìn sang liễu nhạc nhi, há miệng phun một cái. Một đạo quang mang xám trắng thô to từ trong miệng nó bắn ra, trong đó tản mát ra trận trận ba động huyết mạch chi lực cường đại, liên tục không ngừng dung nhập vào thể nội liễu nhạc nhi. Mà hư ảnh huyết mạch cửu vĩ thiên hồ chấp động không thôi, nhanh chóng trở nên mỏng manh. chương 1183, mở ba cửa. Quanh người liễu nhạc nhi bị hào quang bao phủ, thân thể mềm mại chấn động, khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ. Trên người nàng, hoa văn màu xám trắng chớp sáng kịch liệt và nhanh chóng trở nên to lớn, phức tạp. Nó lan tỏa đến các nơi trên cơ thể nàng, chỉ trong nháy mắt đã trải rộng ra toàn thân. Phía sau lưng, hư ảnh thiên hồ cũng nhanh chóng trở nên sáng tỏ, đồng thời, số lượng những cái đuôi cũng tăng nhanh theo từng ánh hào quang chấp động. Thất phí, bát phí, cuối cùng biến thành cửu vĩ thiên hồ. Sau khi hư ảnh thiên hồ biến thành cửu vĩ, vẻ mặt Liễu Nhạc Nhi cũng bớt thống khổ. Nàng hít một hơi thật sâu, khoanh chân ngồi xuống. Bên ngoài cơ thể, hào quang màu xám trắng sáng rực lên, toàn lực tiếp nhận truyền thừa của thiên hồ huyết mạch. Ánh mắt Hàn Lập hiện ra sự vui mừng, nhẹ nhàng thở phào. Liễu Thanh và những người khác của thiên hồ tộc thấy được cảnh này cũng lộ vẻ đại hỷ, xuất hiện nhiều tiếng reo hò. Các tộc đàn khác cũng thể hiện vẻ vui mừng, âm thầm gật đầu. So với Liễu Thiên Hào không rõ lai lịch, Liễu Nhạc Nhi dĩ nhiên được bọn họ ủng hộ kế thừa huyết mạch cửu vĩ thiên hồ bởi thâm tâm bọn họ cho rằng, nàng là người có thể tin tưởng, còn tên kia thì không thể tín nhiệm được. Cùng lúc đó, mặc dù không nhìn ra thần sắc trên khuôn mặt bạch trạch, nhưng sâu trong ánh mắt y lại có chút biến động, hình như cũng vui vẻ khi thấy việc này. Còn Liễu Thiên Hào thì ngây người đứng một bên, sắc mặt khó coi vô cùng, ánh mắt lóe lên sự bất mãn, nhưng bạch trạch đang đứng ở cạnh, gã không dám có bất kỳ hành động khác thường nào. Thấy Liễu Nhạc Nhi đang kế thừa huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, khánh điển, tiểu bạch viên, Thanh niên tóc trắng của Xô Mô tộc Tiểu Bạch cũng hối hả bắt đầu tiếp nhận huyết mạch chân linh vương của mình. Đúng thời khắc này dị biến đột nhiên xảy ra, chỗ cột đá màu máu của Lôi bằng tộc chấn động mạnh, màn hoàng chi hỏa trên đó bất chợt biến lớn gấp mấy lần, cháy lên dữ dội, cả không gian màu máu cũng bắt đầu rung động mãnh liệt. Bên ngoài một âm thanh gào thét kinh thiên động địa truyền đến, sắc mặt mọi người ở đây đều đại biến, bất kể tu vi cao hay thấp trong lòng đều trở nên run sợ, thân thể đứng không vững, loạn trạo lui lại. Năm người mang huyết mạch chân linh vương cửu vĩ thiên hồ tỏa ra hào quang, bảo vệ Liễu Nhạc Nhi khỏi bị ảnh hưởng khi nàng đang hấp thu. Tâm thần Hàn Lập cũng run sợ không ngớt, hắn vội vàng vận dụng luyện thần thuật, cố gắng ổn định tâm thần, đồng thời ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Giờ phút này, trên không trung bát hoang sơn, gió nổi mây trôi, vô số mây đen bỗng dưng xuất hiện. Đám mây mang theo những tia sét lớn, chớp giật nổ vang. Từ trong mây, vô số cơn gió lốc màu đen thổi vun vút xuống phảng phất như những cột trụ chống trời, kết nối mặt đất và bầu trời. So với thiên tượng khi Hàn Lập thúc dục thông thiên kiếm trận mấy năm trước, cảnh tượng này hùng vĩ hơn không biết bao nhiêu lần. Toàn bộ bát hoang sơn run rẩy, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị bầu trời đầy mây cuốn đi. Tộc nhân nơi đây đều tái mặt, tất cả hoảng loạn, vội vàng khởi động cấm chế, hào quang tỏa ra ngập trời. Nhưng so với thiên tượng cuồn cuộn mây đen kia, ánh sáng này vẫn chỉ như đom đóm, không đáng nhắc tới. Sâu trong đám mây đen một bóng đen khổng lồ mơ hồ che khuất cả bầu trời chậm rãi lượn lờ hình như là một con thú lớn ngang trời chiếm hết toàn bộ màn trời vô cùng khó tin thỉnh thoảng nó lộ ra cái vảy cái móng khiến người ta kinh hãi hình thể của nó nhưng không thể nào đoán được thân hình này rốt cuộc to lớn đến cỡ nào càng không nhìn ra loài thú nào chỉ có thể nghe từng tiếng giống vang trời truyền ra từ trong mây trong không gian màu máu bạch trạch vui mừng ra mặt ánh mắt bắn ra hai vệt sáng kỳ lạ nhìn ra phía bên ngoài thấy cảnh này Liễu Thiên Hào bỗng biến mất, sau một khắc, y lăng không xuất hiện bên cạnh hư ảnh cửu vĩ thiên hồ, tay chụp xuống. Một luồng sức mạnh vô cùng to lớn bộc phát ra, bao phủ hư ảnh huyết mạch cửu vĩ thiên hồ, muốn cưỡng ép thu nó lại. Bạch Trạch bỗng quay người, lạnh lùng quát lên một tiếng, làm càn. Thanh âm không lớn, nhưng toàn bộ không gian màu máu chợt đông cứng lại. Lực lượng trong tay Liễu Thiên Hào liền ngưng trệ, bất kể thúc dục thế nào, cũng không thể tiến lên mảy may. Trong lòng y kinh hãi, muốn thoát ra đào tẩu ngay. Nhưng y chợt nhận ra, thân thể cũng bị lực vô hình kia bao lại. Mặc cho y thúc dục thần thông kinh thiên động địa thế nào, cũng không thể cử động mảy may. Tâm lý Liễu Thiên Hào căng thẳng, trái tim như rớt thẳng xuống. Dám làm càn trước mặt ta, xem ra ngươi sống lâu rồi nên thấy chán. Sắc mặt bạch trạch lạnh lẽo, một ngón tay điểm ra. Bóng một ngón tay thô to lăng không xuất hiện trước người Liễu Thiên Hào, điểm vào ngực y. Bụp bụp một tiếng, Ngực Liễu Thiên Hào bị đánh thủng một lỗ lớn, máu tươi chảy ra xối xả, cơ thể giống như cắt thành hai đoạn. Liễu Thiên Hào thổ huyết rất nhiều, nhưng ngoài thân y tỏa ra hào quang xám trắng, cả người nhanh chóng chuyển qua trạng thái trong suốt rồi biến vào hư vô. Huyễn Hữu mộng cảnh, hư, Bạch Trạch nhíu mày rồi lập tức vất tay áo một cái. Một tiềm lực vô hình phóng ra ngoài, quét qua toàn bộ không gian màu máu trong chớp mắt. Hư không mấy trăm trượng rung lên một tiếng ong, một vầng sáng xám trắng theo đó vỡ tung, thân hình Liễu Thiên Hào hiện lên, bị đánh bay ra ngoài, một lần nữa thổ huyết. Xâm la vạn tượng, Liễu Thiên Hào cố hít một hơi, hai tay xoay tròn, bấm niệm pháp quyết, biến hóa ra những bóng ảnh ngón tay dày đặc. Trên người gã bộc phát ra hào quang xám trắng trói trang như mặt trời, khó lòng nhìn thẳng. Lập tức, vầng sáng bùng tỏa ra, hóa thành vô số ảo ảnh, mặt trời, trăng sao, núi non, đất đá, hoa cỏ, cây cối, thành trì, cung điện, sấm sét, khói lửa, con người, hổ báo, vân vân, tất cả những điều có thể tưởng tượng ra trong thế giới vô biên này đều xuất hiện, tràn ngập toàn bộ không gian màu máu. Nó giống như muôn vạn đóa hoa bất chợt hiện lên, làm tâm thần mọi người không thể tự kiềm chế mà đắm chìm vào trong đó. Tại không gian này, ánh mắt mọi người hiện lên vẻ mông lung. Đồng thời, thần thái trong mắt dần trở nên ảm đạm. Dường như sức mạnh thần hồn của tất cả mọi người đang bị thế giới huyễn thuật trước mắt chiếm lấy. Vẻ mặt bạch trạch trầm xuống, năm ngón tay y tỏa ra ánh sáng trắng rực rỡ, lăng không vung lên. Xoẹt một tiếng, tất cả ảo ảnh đều biến mất. Giờ phút này, bóng dáng Liễu Thiên Hào đã không thấy đâu, không biết đi nơi nào. Trong chớp mắt, mọi người ở đây khôi phục ý thức, tất cả há miệng thở dốc không ngừng. Hàn Lập cũng gấp rút hô hấp, ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi. Hắn vừa có cảm giác thần hồn hình như muốn rời khỏi cơ thể, bị người khác chiếm lấy. Bạch Trạch không để ý đám người Hàn Lập, tay phải lăng không chụp xuống không gian màu máu, bắn ra một trường màu sáng trắng xoẹt một tiếng, chỗ không gian kia vỡ vụn như tờ giấy. Một bóng người rơi xuống, chính là Liễu Thiên Hào, gã đang rơi vào trong trường màu sáng trắng kia. Đúng thời khắc này, hư không vỡ vụn rung lắc dữ dội, một sức mạnh to lớn thẩm thấu ra, chặn trường của Bạch Trạch lại. Thoát một cái, thân hình Liễu Thiên Hào tan biến trong hư không. Sức mạnh kia cũng biến mất, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, những gợn sóng nổi lên theo đó tiêu tán. Bạch Trạch cho mày, tự lầm bầm một tiếng, lại còn có người tiếp ứng đám người liễu tự tại quay mặt nhìn nhau, nhất thời không biết suốt cuộc xảy ra chuyện gì. Liễu Thanh thấy vậy, mở miệng như thể đang muốn nói gì đó rồi lại thôi. Nhưng không chờ lão mở miệng, Bạch Trạch xoay chuyển ánh mắt nhìn Liễu Nhạc Nhi, nói. Việc này ta sẽ tiếp tục điều tra sau, kế thừa huyết mạch là quan trọng nhất. Ngươi không bị ảnh hưởng gì, an tâm làm chuyện của mình đi. Liễu Nhạc Nhi thở nhẹ một hơi, khẽ gật đầu. Bạch Trạch quay đầu nhìn về đỉnh tám cây cột đá. Hai tay y vẫy một cái, Tám ngọn lửa màu vàng cùng bay xuống, ngưng tụ thành một đám ở giữa không trung, cháy hừng hực. Sau đó, y lại phất tay, kết vài pháp quyết, hai tay đẩy về phía hư không sau cột đá. Ngọn lửa màu vàng kia liền bắn ra, rơi xuống quảng trường phía sau cột đá. Đoang một cái, nó nổ tung thành vô số ánh lửa vàng, thiêu đốt vùng hư không kia trong chớp mắt. Ngay sau đó, trên tám cây cột đá, hào quang màu máu sáng rực, từng hư ảnh chân linh bắn ra. Trong hư không chúng tùy ý lao nhanh vào bên trong đám mây máu, tất cả sáng lên hào quang. Vù vù vù, theo âm thanh của ngọn lửa đang bốc lên, những đám mây máu ngưng tụ trên không trung kia cũng bắt đầu trôi cuồn cuộn. Hào quang màu máu từ trong những đám mây này chiếu xuống, nối tiếp với các ngọn lửa màu vàng kim. Hư không lập tức sinh ra chấn động mạnh, trong đó ẩn chứa một loại khí tức man hoang nguyên thủy. ầm ầm, hư không khuấy động, trong ngọn lửa màu vàng và ánh sáng màu máu hiện ra ba cánh cửa khổng lồ cao mấy trăm trượng. Ba cánh cửa lớn này đặt song song nhau, giữa chúng cách nhau mấy chục trường. Dưới cửa bị lửa vàng nung nóng hừng hực, tỏa ra màu vàng óng ánh. Phía trên nó lại như được đúc bằng đồng đỏ, hiện ra ánh kim loại. Mọi người ở đây trông thấy điều này, trong lòng rung động không ngớt. Kể cả một nhân tộc như Hàn Lập khi nhìn thấy ba cánh cửa đồng đỏ này cũng sinh ra một cảm giác kính sợ từ đáy lòng. Rất nhiều tộc nhân của các man hoang tộc còn xúc động, nằm dạp xuống lễ bái. Hai mắt Hàn Lập nhìn chăm chú, ánh mắt hắn nhìn cửa lớn đầu tiên rồi dò xét từ trái qua phải cái cửa lớn thứ nhất mang phong cách khí tức rất cổ xưa nhìn vào giống như được nhân công điêu khắc lên trên đó tám bức phù điêu chân linh mang trạng thái khác nhau nhưng đều thần tuấn lạ thường chính là hình dáng chân thân của tám vị chân linh vương so với các pho tượng lúc trước có sự khác biệt phù điêu tám vị này ẩn chứa khí tức chân linh vô cùng cường đại cường đại đến mức hàn lập chỉ nhìn thoáng qua đã cảm thấy hít thở không thông lực áp lên mặt khiến hắn phải lập tức rời ánh mắt đi trên cánh cửa lớn thứ hai, mặc dù cũng có vết điêu khắc, nhưng lại là những hình vẽ rất nguyệt ngoạc, một vài đường cong thô kệch vẽ lên cảnh sắc bên ngoài của một thế giới man hoang hoang vu. khi ánh mắt Hàn Lập tập trung vào đó, một cảm ứng kỳ diệu phát sinh. hắn cảm thấy những cảnh vật trên cửa lớn trước mắt đột nhiên nhúc nhích, chúng hóa thành ánh sáng màu máu ngập trời, bao phủ toàn thân hắn. những cảnh tượng này giống như sống lại, kéo hắn vào thế giới kia. Hàn Lập ở trong đó liền thấy bản thân giống như bị ngọn lửa thiêu đốt. Bị dầu sôi đun nấu, khó chịu vô cùng. Thế nhưng, chân linh huyết mạch trong cơ thể hắn lại như thể tìm được một chốn bình yên, tùy ý cuồn cuộn chảy khắp người, tỏ vẻ thoải mái cực kỳ. Ngay lập tức, Hàn Lập cảm thấy toàn thân khô nóng, từ mặt đến cổ đều hiện ra màu đỏ như máu. Những người xung quanh đều bị cửa lớn hấp dẫn, chỉ có Bạch Trạch Nảy Sinh cảm ứng, ánh mắt nhìn sang bên Hàn Lập một chút. Hai mắt y sáng lên, xuất hiện một vẻ khó tin. Tuy nhiên, y cũng không có bất kỳ hành động gì, không ra tay trợ giúp không ra tay ngăn cản, mặc kệ hoàn cảnh cổ quái của Hàn Lập. Y chỉ một mực quan sát, dường như muốn nhìn xem bao giờ thì Hàn Lập có thể thoát khỏi trạng thái này. chương 1184, ta muốn thử một chút. Hàn Lập phát giác thân thể có chút không ổn, trong lòng run sợ. Hắn lập tức vận chuyển luyện thần thuật, thức hải đang đau nhức đột nhiên tỉnh lại, thân thể khẽ run lập tức đứng vững. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt trách đi dò xét chung quanh, phát hiện tựa hồ cũng không có ai chú ý tới vẻ dị thường của hắn, đồng thời cũng phát hiện vừa rồi người lâm vào mức độ này tựa hồ chỉ có mỗi mình ánh mắt tất cả man hoang tộc nhân chung quanh rơi vào trên cánh cửa thứ hai nhưng chỉ khẽ quét qua không dừng lại lâu hàn lập thu liếm tâm thần một chút đang muốn nhìn phiến đại môn thứ ba động tác đột nhiên trì trệ chuyện gì xảy ra vậy mà khai khiếu ánh mắt của hắn sáng lên nhưng trong lòng thì kinh dị vạn phần trong nháy mắt vừa rồi trong cơ thể của hắn vang lên một âm thanh như đậu vỡ một chỗ huyền khiếu không có dấu hiệu đột nhiên mở ra lại có cơ duyên bậc này chỉ nhìn một lát liền có thể phá vỡ một khiếu nhân tộc này thật không giống với ánh mắt bạch trạch không nhìn hàn lập lại cảm ứng được biến hóa trên thân hắn tự lẩm bẩm hẳn là trong lòng hàn lập suy đoán vô thức ánh mắt lại rơi trên cánh cửa thứ hai nhưng mà lần này hắn nhìn chăm chú cánh cửa lớn thứ hai hoàn cảnh huyền diệu vừa rồi lại không xuất hiện chỉ là chân linh huyết mạch trong cơ thể hắn tựa hồ vẫn như cũ vui sướng không thôi, muốn hướng tới cánh cửa lớn này. Mặc dù trong lòng Hàn Lập tiếc nuối chuyện này, nhưng cũng không chú ý nhiều, chỉ nhìn một lát liền rời ánh mắt qua cánh cửa lớn xích đồng thứ ba. Cánh cửa lớn này càng thêm thô kệch so với hai cánh cửa trước, trên đó chẳng những không có bất luận vết tích điêu khắc nào, ngược lại che kín vô số vết lõm dày đặc, mấp mô, giống như mặt đất bị mưa thiên thạch oanh kích qua. Hàn Lập nhìn một lát, thấy trên đó cũng không có điểm gì đặc biệt, liền chậm rãi thu hồi ánh mắt các ngươi đã nhìn thấy ba phiến đại môn trước mắt không gian phía sau mới chính thức là man hoang thánh điện thạch điện trên bát hoang sơn là chúng ta kiến tạo một tòa cất chữ man hoang thánh hỏa mà thôi thanh âm bạch trạch bỗng nhiên vang lên quanh quẩn trong toàn bộ không gian man hoang thánh điện có ba tòa liễu thanh kinh ngạc hỏi lão tuy là tộc trưởng thiên hồ tộc nhưng biết về man hoang thánh điện cũng không nhiều man hoang thánh điện chỉ có một tòa sau khi tiến vào ba cánh cửa này đến một nơi là thánh điện chỉ là cấp độ hư không trong đó khác biệt mà thôi cánh cửa thứ nhất này là chỗ truyền thừa căn bản huyết mạch man hoang bát vương người kế thừa huyết mạch năm tộc các người mau tiến vào cửa này đi kế thừa huyết mạch năm vị chân linh vương bọn hắn ánh mắt bạch trạch rơi vào trên cánh cửa lớn thứ nhất nói ra vâng năm người liễu nhạc nhi đồng thanh đáp vừa nói xong khánh điển không kịp chờ đợi dẫn đầu vào thẳng vào trong ngọn lửa màu vàng a à, thân ảnh gã vừa mới chui vào trong ngọn lửa liền có một tiếng kêu la thảm liệt vang lên. Đám người nghe tiếng giật mình, liền thấy thân thể Khánh Điển bị ngọn lửa quấn quanh, bên ngoài cả người dạn nứt ra từng kẽ nứt hỏa hồng, nhìn tựa như đồ sứ sắp nứt vỡ, hình dạng có chút khủng bố. màn hoang thánh hỏa có thể trợ giúp các người thiêu đốt tạp chất trong cơ thể, gắng chịu đựng đi, vậy mới có thể tiếp nhận huyết mạch chi lực. Bạch Trạch lạnh nhạt nói ra, lão vừa dứt lời, một tiếng gào thét sung trời truyền đến. Giống, chỉ thấy trong kim diễm, thân thể khánh điển bành trướng cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền hóa thành một con khánh viên to lớn mặt trắng tay đỏ, đầu mọc sừng nhọn, miệng sinh răng nanh. Nó vào tới cửa lớn xích đồng, trên thân lóe lên kim quang, chui thẳng vào trong đó, biến mất không thấy. Thiếu chủ sô ngô tộc thấy thế, nhếch miệng lên một vòng ý cười, thân hình nhảy lên, cũng rơi vào trong đó. Theo sát phía sau, Liễu Nhạc Nhi và Viên Sơn Bạch cũng nhảy lên, tiến nhập vào trong kim diễm. Tiểu Bạch là người cuối cùng đi vào trong hỏa diễm, theo từng âm thanh gào thét trong ngọn lửa vang lên, mấy người bọn họ đều hóa thành chân thân như khánh điển đụng vào trong cửa lớn xích đồng biến mất không thấy sau khi tiếng vang của bọn họ biến mất trên toàn bộ quảng trường yên tĩnh trở lại các ngươi hãy tu luyện tại quảng trường này đi khí thức huyết nhục nơi đây mặc dù không bằng trong man hoang thánh điện nhưng đối với các ngươi cũng có ích lợi rất lớn tranh thủ cơ hội chân quý này đi bạch trạch mở miệng nói ra đám người nghe vậy nhao nhao khoanh chân ngồi xuống định bắt đầu tu luyện vương thượng nếu trong cánh cửa thứ nhất là chỗ kế thừa huyết mạch Chúng ta có thể tiến vào hai cánh cửa khác, ở nơi đó tu luyện nhất định mạnh hơn nơi đây a." À. Lúc này, tộc trưởng Bạch Bối Quỷ viên tộc bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, những người còn lại cũng nhìn sang bên này, cho dù không dám có hy vọng xa vời, nhưng trong mắt cũng nhiều ra một phần chờ mong. Năm người bọn hắn là người được huyết mạch lựa chọn, có huyết mạch chân linh vương che chở, mới có thể đi vào cửa lớn, các ngươi dựa vào cái gì? Không sợ chết, có thể thử một chút, xem các ngươi có thể mở ra cánh cửa kia hay không." bạch trạch hờ hững nói ra là vãn bối cuồng vọng không dám lỗ mãng nữa tộc trưởng bạch bối quỷ viên nghe vậy thân thể run lên rụt cổ một cái nói ra tốt các ngươi ở đây an tâm tu luyện chờ năm người bọn hắn kế thừa huyết mạch trở về ta sẽ mở lại tu la huyết môn mang các ngươi ra ngoài bạch trạch cũng không nhìn gã mở miệng nói tuân mệnh đám người vội đáp ứng đúng lúc này lại có một thanh âm không quá hài hòa vang lên vương thượng vãn bối muốn thử xem lời vừa nói ra mọi người đều giật mình, nhao nhao quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói là tên nhân tộc mà bọn họ không chào đón kia, chính là Hàn Lập. Đồ hỗn trướng, được một tức lại muốn tiến một thước. Tộc trưởng Khánh Viên giận tím mặt, nghiêm nghị trách mắng. Các tộc nhân còn lại, cũng đều nhao nhao mở miệng trách mắng, ngay cả Hồ Tam và Lợi Kỳ Mã cũng nhìn, nhao nhao lắc đầu, cảm thấy cử động của Hàn Lập lần này có chút quá mức liều lĩnh, lỗ mãng Vãn bối tự lượng sức mình, muốn thử một chút tiến vào cánh cửa thứ hai này, không biết phương thượng có thể thành toàn hay không. Hàn Lập cũng không để ý tới những người kia, vẫn như cũ ôm quyền nói lần nữa. Người có ân với man hoang chúng ta, nếu muốn thử, tự nhiên không gì không thể. Chỉ là ta nhắc nhở ngươi một chút, cánh cửa này cũng không phải bình thường. Chủng loại chân linh man hoang giới vực phong phú thế nào, tám người chúng ta có thể trở thành chân linh vương siêu việt hơn bọn hắn, có chút quan hệ với không gian sau cánh cửa này. Lông mày bạch trạch nhíu lại, nói ra trong cánh cửa thứ hai, lại là chỗ năm đó tám vị chân linh vương tu hành lịch luyện. Muốn đi vào cánh cửa lớn này cũng không dễ, chỉ dựa vào điểm huyên mạch sơn nhạc cử viên trong cơ thể ngươi, tăng thêm nhục thân nhân tộc của ngươi, mảnh man hoang chi hỏa này ngươi chưa hẳn có thể chống đỡ nổi, ngươi còn muốn thử. Bạch Trạch tiếp tục hỏi, lần này không chỉ những người khác triệt để kinh ngạc, ngay cả Hàn Lập cũng phải lo nghĩ, chỗ năm đó tám vị chân linh vương thành tựu, chính mình tiến vào được sao? Vãn bối muốn thử một chút, xin vương thượng thành toàn, bất quá rất nhanh hắn hạ quyết tâm nói ra sở dĩ lần này hắn dám mạo hiểm một mặt là vì huyết mạch bản thân khiến cho hắn có mấy phần lực lượng một mặt khác là vì hắn muốn mau chóng tăng lên thực lực của mình sau đó nghĩ cách cứu kim đồng ra tâm ý ngươi đã quyết vậy đi thôi bạch trạch do so dự một chút nói ra đa tả hàn lập ôm quyền nói trong các ngươi nếu có ai tự cảm thấy cũng có thể thông qua man hoang chi hỏa tiến vào trong cánh cửa này cũng có thể thử chỉ là hết thảy hậu quả tự gánh chịu tốt rồi, các người tranh thủ tu luyện đi. Nói xong, bạch trạch tung bay lên, xuyên thẳng qua tu la huyết môn, rời đi. Đám người thấy thế, từng người hai mặt nhìn nhau một trận, sau đó ánh mắt tập trung vào trên thân hàn lập. Ánh mắt hàn lập ngưng lại, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt lướt vào trong man hoang chi hỏa. Vù một cái, mảng lớn kim diễm bỗng nhiên vọt lên, bao phủ cả người hàn lập vào trong. Hắn vốn định một hơi vọt thẳng đến cánh cửa thứ hai, kết quả trong nháy mắt tiến vào trong hỏa diễm, quanh thân bị một cỗ thiêu đốt đau nhức kịch liệt không gì sánh được vây quanh, cả người bị từng tia lửa quấn quanh, trực tiếp kéo lại. Hắn giấy ruộng lướt về phía trước, lại cảm thấy cả người giống như bị một tòa bát hoang sơn đẻ ép, căn bản nửa bước khó đi. Cùng lúc đó, huyết dịch trong cơ thể hắn cũng bị hỏa diễm thiêu đốt, tựa như sôi trào lên, điên cuồng trào lên trong mạch quản cơ thể hắn, mỗi lần va chạm đến tâm mạch, tựa như một cái trống lớn điên cuồng đánh, vang lên trận trận âm ầm Thanh âm này, không chỉ chính Hàn Lập nghe thấy, mà những người phía ngoài cũng đều nghe được. Trong lòng hắn không ngừng kêu gọi, định triệu hoán tinh viêm hỏa điều ra che chở mình, kết quả tinh viêm hỏa điều tuy có cảm ứng, nhưng giống như bị cấm chế phong ấn trong cơ thể không cách nào đi ra. Tiểu tử này thật sự là tìm đường chết, Vương Thượng đã nói, không có huyết mạch chân linh vương cường đại che chở, rất khó qua được man hoang chi hỏa khảo nghiệm, hắn lại không biết sống chết muốn thử. Ý cười trên mặt tộc trưởng Khánh Viên không giảm, nói ra. Hắc hắc sớm đã nhìn hắn không thuận mắt, chết ở chỗ này là tốt nhất. Tộc trưởng thông tí viên phụ họa, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, nếu chính mình muốn chết, vậy tốt nhất đi chết đi. Người man hoang chúng tộc, phần lớn cũng đều suy nghĩ như vậy. Lợi kỳ mã không nói gì, ánh mắt nhìn hàn lập một chút, lập tức nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu huyết nhục chi lực trong hư không bốn phía. Hàn huynh, người cũng quá liều lính, lỗ máng, man hoang khí huyết truyền thừa vạn cổ, làm sao nhục thân nhân tộc có thể tiếp nhận hồ tam thấy cảnh này cũng chỉ có thể u sầu thở dài một tiếng hàn lập hoàn toàn không biết phản ứng của mọi người giờ phút này trong hai tai hắn vang lên không ngừng huyết nhục toàn thân cháy đen một mảnh mặt ngoài rung động tư tư nhìn giống như sắp bị nướng chín đúng lúc này trong cơ thể của hắn vang lên một trận phanh phanh tựa như đậu vỡ ra một mảnh ngũ thải huyễn quang từ trên thân hắn sáng lên một hư ảnh sơn nhạc cử viên hiển hiện lên đầu tiên theo sát phía sau là hai cánh ngân xí lôi bằng mở ra cũng bay ra sau đó chân long, thiên phượng, huyền quy, đăng xa, 10 đạo hư ảnh chân linh, một cái tiếp theo một cái từ đó bay ra, vần quanh người hắn. Từng đợt khí tức cường đại cổ xưa từ trong hỏa diễm lan tràn ra. Các người mau nhìn, đây, đã xảy ra chuyện gì? Có người hoảng sợ hỏi, chương 1185 tiến vào, chuyện gì đây, không thể nào, một tên nhân tộc như hắn sao lại có nhiều huyết mạch chân linh trong cơ thể như vậy. Tộc trưởng Khánh Viên tộc nói lớn, Tộc trưởng bàn sơn viên tộc cũng nhướng đôi lông mày dài, nghi hoặc nói: Các chủng tộc man hoang chịu ảnh hưởng của huyết mạch bản thân, cơ thể chúng ta rất khó dung nhập thêm huyết mạch khác. Ngược lại, bản thân huyết mạch nhân tộc không xung đột kịch liệt với huyết mạch chân linh, có khả năng dung nhập thêm huyết mạch khác. Tuy nhiên, huyết mạch ngổn ngang như vậy lại hòa thành một thể với thân thể nhân tộc làm sao có thể duy trì, không bị tan vỡ? Cùng lúc đó, lợi kỳ mã đang nhập đỉnh tu hành, nghe thấy nhiều tiếng hồn, không nhịn được liền mở mắt ra nhìn cảnh lạ trước mặt, thâm tâm y thầm tán thưởng, thật là khiến người ta liên tục bất ngờ. Lúc này, bên trong man hoang thánh điện trên bát hoang sơn, tám chỗ ngồi vốn bị bỏ trống, hiện tại hai vị trí đã không còn trống. Bạch Trạch đang ngồi tại vị trí của mình, nhìn về một vị trí khác không xa. Một đại hán mặc áo bào đen ngồi đó, phong thái hào sảng, khí khái. Thân hình y cường tráng, khôi khô nhưng quần áo trên người lại rách dưới, thủng lỗ chỗ, sợi vải phất phơ, nhìn như một tên ăn mày mặc quần áo trăm họ ngoài phố chợ. Đại hán ven áo choàng trên đầu ra, một gương mặt góc cạnh hiện ra rõ ràng, cầm đầy chân dâu màu xám đen. Đôi mắt y hơi lõm vào, ánh lên những tia sáng dị thường trong đại điện mờ tối này. Cả người tỏa ra một cảm giác tam thương, y không phải ai khác, chính là chân linh vương du thiên côn bằng vừa trở về. Trên mặt bạch trạch không khỏi lộ ra chút nhiệt tình, mở miệng cười nói, nhạc miệng, ta biết chắc chắn ngươi không hề rời man hoang quá xa nhưng không ngờ ngươi có thể trở về nhanh như vậy được rồi không cần nói nhảm nói đi lần này đột nhiên mở ra tu la huyết môn làm gì màn hoàng lại có kiếp nạn sao đại hàn áo đen được gọi là nhạc miệng kia trả lời hết sức lạnh nhạt bạch trạch cũng không để ý hỏi tiếp thiên đình sắp tổ chức bổ để yến chuyện này ngươi có biết không biết thì thế nào nhạc miệng nhướng mày hỏi ngược lại ta biết chuyện năm đó ngươi vẫn còn trách ta có thể bạch trạch thấy thế muốn nói tiếp lại thôi Nhạc miệng cười lạnh, chậm rãi kể, năm đó thiên đình dòm ngó năng lực mặc Ngọc, muốn thu nhận dưới trướng. Mặc Ngọc thà chết không nghe, đại chiến với thiên đình. Lúc đó người lấy đại cục man hoang ràng buộc bọn ta, không cho chúng ta toàn diện khai chiến thiên đình. Kết quả thế nào, không những mặc Ngọc chết trận, ngay cả lão viên cũng vẫn lạc, thi thể ở đâu cũng không biết. Hiện tại thiên đình lại hành động nhưng lòng người chúng ta đã tán, chỉ có thể bỏ mặc cho nước chảy bèo trôi. Khuôn mặt bạch trạch lộ vẻ do dự, khó khăn đáp lại năm đó năm đó không phải là ta không muốn toàn diện khai chiến mà là mặc ngọc thấy trước kết quả nếu chúng ta khai chiến với thiên đình y lấy cái chết ép buộc không cho phép ta nhúng tay vào nhạc miệng nghe thấy điều này thần sắc thay đổi trở nên trầm tư y biết bạch trạch một khi đã nói tuyệt đối không nói bừa bạch trạch nặng nề thở dài một tiếng rồi nói tiếp việc này viên cương thật ra cũng biết thế nhưng y vẫn quyết định ra tay qua bao nhiêu năm như vậy giờ khác nào ta cũng hối hận chỉ là hối hận thì cũng vô dụng. Đúng là cũng vô dụng, nhạc miện thở dài đáp rồi đứng dậy muốn rời đi, đào ngột và chu yếm cũng đã vẫn lạc, toàn bộ man hoang, bây giờ chỉ còn lại ngươi, ta và la hầu. Bạch trạch lên tiếng, y vừa dứt lời, thân hình nhạc miện lập tức xứng lại tại chỗ. Gã quay lại nhìn bạch trạch đầy khó khăn, thì thào hỏi chỉ còn chúng ta. Bạch trạch đáp, trước mắt, tu la huyết môn đã mở lại, man hoang thánh điện tái hiện. Ta cũng đã tìm đủ hậu duệ huyết mạch, bọn họ tiến vào bên trong để kế thừa huyết mạch còn lại của chân linh vương. Hiện tại cần thời gian để chúng trưởng thành, nhạc miện một lần nữa ngồi xuống ghế đá, thân thể hơi cúi xuống hỏi lại, người đang lo lắng thiên đình phát hiện hành động của ngươi ở nơi này, sẽ ra tay với man hoang, nên gọi ta và la hầu trở về che chở bọn chúng. Man hoang cần các ngươi, hai mắt bạch trạch nhìn thẳng nhạc miện nói ra, ánh mắt nhạc miện ngưng lại, khí thế toàn thân bỗng trở nên lăng lệ vô cùng, mặc dù mấy năm ta một mực tự do ngoài không gian ngoại vực, nhưng vẫn chờ đợi một ngày trở về man hoang thiên đình thiếu nợ máu với chúng ta ngày nào đó phải trả giá ngày này sẽ không quá xa bạch trạch thì thào nói ra đúng lúc này nhạc miệng bỗng nhướng mày nhìn về phía bạch trạch bạch trạch cũng nảy sinh cảm ứng mở miệng nói có chút thú vị vừa khéo cho ngươi xem nói xong y vung bàn tay lên một ngọn lửa màu vàng bốc lên trước hai người trong ngọn lửa bóng dáng hàn lập hiện ra từng hư ảnh chân linh vờn quanh hắn hào quang tràn ngập Nhạc miệng cũng hơi kinh ngạc nói, chỉ là nhân tộc, mà lại chứa nhiều huyết mạch chân linh như vậy, ngay cả của ta và lão viên cũng có. Bạch trạch cười ngượng đáp, không chỉ thế, lúc trước hắn còn xin ta lấy huyết mạch hậu duệ đào một và chu yếm. Vừa dứt lời, y liền thấy bên trong ngọn lửa, một cái bình ngọc màu trắng bay ra từ người hàn lập. Cái bình nhỏ tan hoàn toàn, hai giọt máu bằng hạt đậu bắn ra, biến thành một mảng xương mù máu giữa không chung rồi dung nhập thẳng vào thân thể cháy đen của hắn, theo hai giọt máu chân linh nhập vào cơ thể, công pháp kinh chập thập nhị biến tự động được thi triển. Thân người hắn bộc phát hào quang màu máu, đồng thời, cơ thể cũng không tự chủ được mà biến hóa bành trướng ra. Được một lúc, hắn hóa thành một con vượn to lớn đầu bạc, chân đỏ, có răng nanh. Một lúc sau, hắn lại biến thành một con hổ lớn sạc sỡ có cánh, đuôi dài. Khí tức trên người hắn chợt mạnh, chợt yếu, rất không ổn định. Nhạc miệng hơi nghiêng người về trước, nhướng mày nói, cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng tên này sẽ bảo thể mà chết. Bạch Trạch vừa cười vừa đáp, xảo diệu là ở chỗ này, y vừa nói xong thì các hư ảnh chân linh bay múa quanh hàn lập nhau nhau quay về. Cứ lần lượt từng con chui vào trong cơ thể hắn, một luồng sáng năm màu trên người hắn sáng lên, ngay sau đó, thân hình hàn lập biến hóa càng lúc càng nhanh. Tất cả chân thân của 12 loại chân linh đều hiện ra. Hơn nữa, với sự biến hóa thân hình không ngừng, khí tức trên người hắn cũng ổn định theo từng giây từng khắc ngay cả máu thịt đã cháy đen như than cũng bắt đầu khôi phục nguyên trạng một tầng ánh sáng hồng lan tràn ra thân thể hắn giống như cây khô gặp xuân đến nhạc miệng kinh ngạc sao lại thành như vậy bạch trạch tán thưởng chắc là hắn tu luyện một loại công pháp chuyên dùng để dung luyện tinh huyết chân linh rất không tầm thường xem tình hình hắn như vậy có lẽ lúc trước cũng chỉ thiếu hai loại huyết mạch chân linh hiện tại đã đủ vậy người này nhạc miệng nhíu mày hỏi bạch trạch cười đáp đã điều tra qua không phải kẻ địch của chúng ta Ngược lại, hắn là tên khiến cho thiên đình rất nhức đầu. Nhạc miệng mở miệng hỏi tiếp, nói như vậy, người cho hắn vào trong man hoang chi hỏa, hoàn thành dung hợp huyết mạch, là cố ý giúp hắn tôi luyện huyết mạch và nhục thân sao. Bạch trạch khẽ lắc đầu, chậm rãi trả lời, không chỉ thế, phương pháp dung luyện huyết mạch của hắn, chúng ta chưa chắc không thể tham khảo. Sở dĩ ta cho phép hắn làm vậy, cũng là cố gắng để người 16 hoang tộc kia nhìn xem. Còn bọn họ có thu hoạch bao nhiêu, phải xem bản lãnh mỗi người nhạc miệng nghe vậy nói rằng coi như ngươi cũng lao tâm khổ tứ ta thấy tên này không tệ nhưng cũng không nên quá xem trọng hắn một kẻ nhân tộc mà lại muốn đi vào man hoang thánh điện ý tưởng này quả thực hơi hoang đường hắn không thể mở được cánh cửa lớn kia bạch trạch lắc đầu không đồng ý nói ta thấy chưa chắc vừa rồi sở dĩ hắn đưa ra yêu cầu kia không phải ý nghĩ hão huyền không biết lượng sức mà là huyết mạch trong cơ thể hắn phản ứng với cửa thánh điện nếu không thì với tâm tính của hắn, sẽ không tùy tiện mở miệng. Y vừa dứt lời, nhạc miệng đột nhiên ồ một tiếng, giọng nói đầy kinh ngạc. Cùng lúc, Hàn Lập đột nhiên quát một tiếng, trên dưới toàn thân tỏa mạnh ô quang, trong nháy mắt, hắn biến thành hình tượng thần ma ba đầu sáu tay, bước từng bước một xuyên qua ngọn lửa màu vàng, chạm vào cánh cửa lớn thứ hai. Ầm ầm ầm, so với tình huống lúc đám người Liễu Nhạc Nhi tiến nhập, tình hình Hàn Lập hoàn toàn tương phản. Thân hình hắn đụng vào cửa lớn, không những không thể xuyên qua mà còn bị cửa ngăn lại gây nên những tiếng động ầm vang nhạc miệng thấy thế chậm rãi nói trung quy chỉ là nhân tộc mà thôi màn hoàng thánh điện cũng không chấp nhận huyết mạch của hắn bạch trạch nhìn vậy cũng thu lại thần sắc tiện tay vung lên đám lửa màu vàng cháy trên mặt đất liền biến mất theo không thấy nữa tất cả phải xem cơ duyên tạo hóa của bản thân hắn trong không gian tu la huyết môn tám cây cột đá đứng lặng trên quảng trường mọi người nhìn bóng lưng hàn lập tiếng diễu cợt giờ đây đã không còn dù sao với lực lượng của bản thân họ cũng chưa chắc có thể làm đến như vậy mọi người cảm thấy sự náo nhiệt ở nơi đây có lẽ đã hết hàn lập dù làm đi làm lại cũng tuyệt đối không thể mở cửa lớn kia bọn họ không tiếp tục để tâm nữa mỗi người nhắm mắt khoanh chân chăm chú tu luyện hồ tam cũng khoanh chân ngồi xuống thì thào nói hàn huynh đáng tiếc nhưng đúng lúc này chuyện bất ngờ xảy ra trong ngọn lửa màu vàng thân người hàn lập một lần nữa rực sáng ánh sáng nhiều màu sắc. 12 hư ảnh chân linh bay lượn ra, từng con hạ xuống cái cửa lớn bằng đồng đỏ, trực tiếp nhập vào. Những đường cong vốn thô kệch trên đó lập tức nhao nhao phát sáng. Một luồng khí tức man hoang kỳ lạ truyền ra, a, à, hàn lập hét lớn một tiếng, ngay lúc đó, thân hình hắn lao vào cửa lớn rồi dùng sáu cánh tay to lớn chống lên cửa, bắt đầu cố hết sức đẩy. Ầm ầm ầm, một thanh âm vô cùng nặng nề từ trên cửa vang lên. Cánh cửa lớn bằng đồng đỏ sừng sững, bất động kia vậy mà lại khẽ lui vào trong, để lộ ra một khe hở. Từ đó, những mảng xương mù máu nồng đậm bừng lên. Hàn Lập thấy vậy, ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Thân hình hắn bỗng thu nhỏ lại, khôi phục hình dáng nhân tộc, nhanh chóng tiến vào trong cửa lớn. Một tiếng ầm ầm vang lên thật to, cửa lớn nặng nề một lần nữa đóng lại, còn bóng người Hàn Lập đã biến mất ngay tại chỗ. "Hắn, vậy mà tiến vào thật." Tộc trưởng Khánh Viên tộc hoảng sợ nói đã vào, tên nhân tộc kia vào rồi. Những người còn lại cũng kinh sợ kêu lên, chương 1186, truyền thừa. Khác với mọi người chỉ lo sợ hãi thán phục, lợi kỳ mã một mặt nghiêm nghị, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, với một cái về phía cửa lớn, mảnh xương mù màu máu từ bên trong cửa tràn ra trước đó, lập tức lao cuồn cuộn qua gã. Hồ Tam thấy thế, cũng kịp phản ứng, vội bắt trước làm theo, hút lấy những huyết vụ kia. Những người còn lại lúc hiểu ra, mới phát hiện những huyết vụ kia đã bị hai người bọn họ chia nhau đến bảy tám phần, mặc dù không cam lòng, cũng chỉ có thể ai thán một tiếng, cướp hấp thu huyết vụ lẻ tẻ còn lại, đồng thời tự mình tu luyện. Hồ Tam thu huyết vụ vào trong cơ thể, trong nháy mắt thần sắc đại biến, trong đôi mắt bạo khởi một mảnh huyết quang, thần hồn cả người chấn động, nhìn đúng là hết sức thống khổ. Y toàn lực vận chuyển huyết mạch chi lực trong người, chấn áp nguồn lực lượng kia, sau một hồi lâu mới thoáng khôi phục bình thường. Nguồn lực lượng này vậy mà hỗn loạn cuồng bạo như vậy hàn huynh hắn hai mắt hồ tam phủ kín huyết sắc trong lòng kinh hãi không thôi lợi kỳ mã bên kia nhận lấy huyết phụ càng nhiều hơn chỉ là tình huống của gã tốt hơn nhiều so với hồ tam bất quá trong lòng gã cũng chấn kinh cảm thấy nếu lực lượng sau cửa cũng như vậy hàn lập tiến vào bên trong chỉ sợ cửu tử nhất sinh cùng lúc đó trong cửa lớn xích đồng thân hình hàn lập phiêu diêu không ngừng ở trong hư không vừa đi vừa lắc lư theo trận trận huyết sắc chập trùng hắn miễn cưỡng ổn định thân hình lấy lại bình tĩnh sau đó ánh mắt nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy hư không là một mảnh minh mông bát ngát huyết sắc, đồng thời từng luồng từng luồng huyết tinh nồng đậm đến cực điểm xông vào mũi. Trên đỉnh đầu hắn treo một vòng mặt trời màu máu to lớn, ở trong tán phát ra từng tia sáng màu máu, chiếu rọi bốn phương tám hướng. Mà hư không dưới người hắn, có thể nhìn thấy từng vòng xoáy màu máu vô cùng to lớn, như là đám mây phong bạo, trải rộng khắp nơi, xen lẫn nhau, ở trong truyền ra trận trận lực lượng cuồng bạo hỗn loạn. Hàn lập treo ở hư không, cảm thụ được nguồn lực lượng này vậy mà ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc trước đó ở trong tích lân không cảnh lúc huyết mạch của hắn phát sinh dị thường giữa chúng xung đột với nhau tựa như lực lượng trong vùng không gian này hỗn loạn vô tử cuồng bạo dữ tợn trong lòng hàn lập suy đoán đại khái chính là như vậy thân hắn như tiểu thiên địa mới có thể sinh ra một loại liên hệ không cách nào nói rõ với hư không trong man hoang thánh điện nên hắn mới có thể tiến vào trong cửa lớn này suy tư một lát hàn lập liền để suy nghĩ này qua một bên hai mắt ngưng tụ, khoanh chân ngồi xuống. Hai tay hắn bấm pháp quyết, kinh chập thập nhị biến và thiên sát chấn ngục công đồng thời vận chuyển lên, huyết quang và ô quang trên thân đồng thời đại thịnh. Sau dị quang chớp động quanh thân, 12 hư ảnh chân linh nổi lên từng cái thành hình dạng vòng tròn, sinh động như thật, chuyển động không ngừng. Theo trên thân hắn phát sinh biến hóa, vùng hư không này vậy mà bắt đầu phát sinh một chút biến hóa, vòng xoáy màu máu xoay tròn trong nháy mắt tăng tốc, từng đạo xương mù màu máu từ đó bắn ra, hiện lên hình dạng xoắn ốc lao đến phía bên này, tràn vào trong vòng tròn do 12 hư ảnh chân linh hình thành. 12 hư ảnh chân linh trên vòng tròn tựa như sống lại, từng con dương nanh múa vuốt, nhao nhao há miệng thôn vệ những xương mù màu máu tràn đến kia. Uống, Hàn Lập lập tức cảm thấy phía sau lưng bị thiêu đốt một trận, trong cơ thể giống như bị nham tương rót vào, huyết dịch trong toàn bộ mạch quản trong nháy mắt sôi trào lên, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng quát lớn. Ngay sau đó, hắn cảm giác thể nội bị một cỗ huyết mạch chi lực cường đại không gì sánh được xâm nhập vào. Sau một khắc, các nơi trên thân bắt đầu truyền đến từng đợt đau nhức kịch liệt giống như xẻo thịt khắc xương, mà trước đó huyền khiếu không có nửa điểm động tính, vậy mà trong nháy mắt bị những lực lượng này chiếm cứ tràn ngập, nhau nhau có dấu hiệu buông lỏng. Hai mắt hàn lập xích hồng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán và vết máu trên khóe mắt đồng thời chảy xuống, hàm răng nghiến đến rung kèn kẹt, nhưng trong lòng chỉ có một ý niệm. Phải chống đỡ, nhất định phải chống đỡ cùng lúc đó trong cửa lớn xích đồng thứ nhất dị tưởng cũng không ngừng nổi lên mấy người liễu nhạc nhi mặc dù cùng tiến vào một cánh cửa nhưng tựa hồ lại không vào cùng một không gian ngược lại tự mình rơi vào chỗ hư không khác nhau không thể thấy nhau giờ phút này liễu nhạc nhi đang ở trên một tòa tế đàn hình tròn to lớn bốn phía đứng lặng chín cây trụ lớn che trời phía trên khắc rõ từng đạo ấn ký phù văn dày đặc không gì sánh được lóe ra huyết sắc quang mang nồng đậm một con cự hồ tuyết trắng to lớn vô cùng thân hình treo ở không trung chín cái đuôi dài rũ xuống mỗi đuôi quấn quanh trên mỗi chín cây trụ lớn trên người có từng đạo hào quang thuận theo cây trụ chảy xuôi xuống tụ hợp vào trên tế đàn dưới mặt đất chính giữa tế đàn một con lục vĩ bạch hồ hình thể nhỏ gấp mấy lần nằm trên mặt đất quanh thân bị vài sợi xiềng xích màu máu xuyên qua toàn thân không thể động đậy nó cắn chặt hàm răng nhưng vẫn ngẩng cao đầu gắt gao nhìn chằm chằm cửu vĩ cự cử hồ phía trên trên tế đàn có đạo đạo hào quang Thuận theo xiềng xích màu máu không ngừng tụ hợp vào trong cơ thể của nàng. Lục Vĩ Bạch Hồ tự nhiên chính là Liễu Nhạc Nhi, mà cửu vĩ cự cử hồ kia chính là huyết mạch chi lực chân linh vương biến thành. Nó cũng không có linh thức, trong một đôi mắt hẹp dài chỉ có hào quang màu vàng óng lấp lóe, chỗ nghi tâm dựng thẳng một đạo kim văn hoa sen, quang mang dạng dỡ, nhưng mà Liễu Nhạc Nhi chỉ nhìn nó, liền cảm giác có một loại liên hệ huyết mạch kỳ quái gắn bó giữa nàng và nó, giúp nhục thân nàng không quá khó chịu thừa nhận thống khổ. Mà theo những lực lượng này không ngừng tụ hợp vào, khí tức trên thân Liễu Nhạc Nhi cũng bắt đầu dần dần tăng lên, sau đuôi sau lưng nàng bao phủ một mảnh quang mang, huyết quang lại ngưng tụ ra hư ảnh đuôi hồ thứ bảy. Trong một chỗ không gian khác, không có tế đàn, mà lại có một tòa sơn phong khổng lồ treo ở hư không. Ngọn núi kia toàn thân đỏ thấm như máu, phía trên điêu khắc một pho tượng cử viên to lớn dữ tợn, hai tay như cột trụ, cơ ngực phồng lên, bộ dáng kia thình lình chính là sơn nhạc cử viên. Mà ở dưới ngọn núi, một con cự viên màu trắng hiển hóa chân thân, vai khiêng cả tòa cự phong vạn trượng này, gù lưng đi từng bước một về phía trước. Trên vai nó đã sớm máu thịt be bét, hai tay mười ngón cũng đã khảm vào trong cự phong màu máu, cả người tựa như sinh trưởng cùng một chỗ với cự phong màu máu này, bị nó đè ép không thể không cố gắng tiến lên. Khỉ trắng tự nhiên chính là viên sơn bạch, mà nó phải thừa kế huyết mạch chi lực ngay trong tòa huyết sơn này, nó muốn giống như tộc danh bản sơn viên của nó, chính là cõng núi đi, một bước không được ngừng. Cho tới khi nào, tòa huyết sơn này triệt để hòa thành một thể với nó, nó liền chân chính kế thừa huyết mạch sơn nhạc cử viên. Vì man hoang, vì bản tộc, bất luận thế nào nó cũng phải kiên trì. Trong một không gian màu mực khác, không có tế đàn, cũng không có huyết sơn, chỉ có một dòng suối nhỏ uốn lượn, chảy xuôi nhẹ nhẹ. Bên bờ suối, một nam tử trung niên thân mang trường bào màu mực, và một đứa bé mang quần áo màu trắng sánh vai ngồi, hai người đều đi chân đất, ngâm ở trong nước suối, mặt mũi tràn đầy vẻ thỏa mãn nam tử trung niên mày kiếm mắt sáng dung mạo tuấn lãng xứng đáng bốn chữ phong thần tuấn giật chỗ nghi tâm dựng thẳng một đạo kim văn nhìn tựa như sinh ra một con mắt nằm dọc nhìn chẳng những không có nửa điểm không hài hòa ngược lại tăng thêm thần tuấn đứa bé bên cạnh nam tử môi hồng răng trắng hai mắt đen như mực bộ dáng mặc dù chưa nảy nở có nhiều vẻ ngây thơ bất quá lại giống nhau đến mấy phần đợi ngày sau lớn lên nhất định sẽ là mỹ thiếu niên tiểu bạch cái tên này cũng không tệ a à nam tử trung niên ý cười đầy mặt nói ra cha tên thật của con là gì đứa bé nhìn nam tử trung niên bên cạnh mở miệng hỏi họ người tất nhiên là theo họ ta họ mặc danh tự thì chưa kịp lấy trên mặt nam tử trung niên hiện vẻ áy náy nói ra nha đứa bé có chút thất vọng nói nam tử trung niên chính là mặc nhãn tỳ hưu mặc ngọc mà đứa bé kia chính là tiểu bạch hóa hình thành người năm đó lúc ta du lịch tiên giới không để ý đến khác biệt giữa nhân yêu che giấu thân phận cùng mẹ ngươi yêu mến nhau nên kết làm cành về sau thì có ngươi chỉ là ngươi vừa sinh ra không bao lâu chúng ta bị thiên đình truy sát vì để ta mang ngươi bình yên về man hoang giới vực mẹ ngươi chủ động dẫn dắt đạo tổ thiên đình rời đi một đi không trở lại mặc ngọc thở dài một tiếng chậm rãi nói ra mẫu thân vì con mà bị người thiên đình sát hại sao tiểu bạch nghe vậy lửa giận trong lòng tỏa ra hỏi không chỉ mẫu thân ngươi lúc ta mang người trốn đến biên cảnh giữa bắc hàn tiên vực và man hoang giới vực viên cương thúc thúc người từ vạn giảm gấp rút đến tiếp viện ứng cứu hai người chúng ta ác chiến ba vị đạo tổ thiên đình không hề rơi xuống hạ phong chút nào chỉ tiếc về sau cổ hoặc kim kia xuất thủ hai người chúng ta không địch lại mạc ngọc chậm rãi nói ra trong giọng nói càng nhiều hơn vẻ tiếc nuối về phần oán hận lại không có bao nhiêu thật sự là hèn hạ hắn thừa dịp cha và thúc cùng ba người kia đại chiến nguyên khí tổn hao nhiều mới ra tay tiểu bạch giận dữ nói ra thực lực người này sâu không lường được cho dù không thừa lúc vắng mà vào chúng ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn tiểu bạch người phải đáp ứng ta ngày sau nhất định không được đi trả thù người này thần sắc mặc ngọc ngưng lại trịnh trọng dặn dò cha vậy sau đó thì sao trong lòng tiểu bạch dễ gì chịu nghe nhưng nhìn bộ dạng phụ thân lo lắng đành phải gật đầu nhẹ chuyển chủ để hỏi một trận chiến kia đánh cho long trời lở đất ba vị đạo tổ thiên đình một chết một bị thương làm cho cổ hoặc kim không thể không tự mình xuất thủ về sau ta và viên cương thúc thúc ngươi lần lượt chiến tử ta dùng hết sức còn sót lại phong tồn phần lớn huyết mạch chi lực trong cơ thể ngươi vì không để người phát hiện ta đã phong tỏa huyết mạch cùng tất cả ký ức thậm chí đông kết ngươi trong mắt mạc ngọc mang theo một tia hồi ức nói ra trách không được đến nay con mới có thể hóa hình thành người tiểu bạch có chút bất đắc dĩ nói cha cũng là vì bất đắc dĩ chẳng qua hiện nay sợi tàn hồn này lại nhìn thấy ngươi so với bộ dạng ngươi trong trí nhớ ta, cũng không tệ a. À. Mạc Ngọc đưa tay sờ lên đầu tiểu bạch, vừa cười vừa nói. Trong quá khứ, Kim Đồng cũng ưa thích vuốt ve đầu tiểu bạch. Nó luôn cảm giác có chút khó chịu muốn nghiêng đầu tránh đi, nhưng bây giờ được phụ thân vuốt như vậy, tiểu bạch lại cảm thấy vô cùng thoải mái, an tâm không thôi. Thiên đình vì sao muốn đuổi giết chúng ta? Tiểu bạch ngóc đầu lên hỏi, chuyện này có quan hệ đến thần thông thiên phú, chân linh mặc nhãn chúng ta vừa mở ra, có thể lần theo thiên định hư vô mở mịt, nhìn thấy một chút quỹ tích sinh mệnh một người lúc nào đó. Nói cách khác thông qua thần thông bản mệnh, có thể dự đoán được một chút biến hóa tương lai. Mạc Ngọc trầm chậm, nói ra, chương 1187, xuất quan, tiểu bạch nhíu mày hỏi, thiên đình muốn lợi dụng năng lực của chúng ta dự đoán điều gì sao? Mạc Ngọc trầm ngâm một lát rồi chậm rãi trả lời, cổ hoặc kim có lẽ thấy trước thiên đạo gì đó khác thường. Y muốn sử dụng khả năng của ta, giúp y thấy rõ tương lai của mình. Tuy nhiên, hành vi này trái với thiên đạo, ta không thể giúp. Huống hồ, ta vốn không thích hành động của thiên đình, đương nhiên sẽ không nối giáo cho giặc. Ngày sau, người cũng sẽ thừa kế năng lực này, nhưng nhất định phải dùng cẩn thận. Bởi vì cái giá phải trả thật sự rất lớn, tiểu bạch khẽ gật đầu, sau một thoáng trầm mặc liền tiếp tục hỏi cha, tại sao toàn bộ man hoang giới vực chỉ có viên cương thúc thúc ra tay. Bạch trạch không phải cũng nói mình là bạn trí thân của người sao. Vì sao lại không ra tay tương trợ, mặc ngọc thở dài một tiếng đáp, việc này ngươi chớ nên trách y, là ta không cho hắn xuất thủ một khi kéo theo các chân linh vương khác chính là khơi mào chiến tranh man hoang giới vực với tiên giới đến lúc đó sẽ không chỉ phá hủy một cõi sơn hà mà có lẽ quá nửa tiên vực và man hoang đều máu chảy thành sông chúng ta rất vất vả mới làm cho man hoang được bình yên không thể để bị hủy như vậy được tiểu bạch nghe những lời ấy một lần nữa lại im lặng khuôn mặt mặc ngọc tỏ ra vui vẻ chậm rãi nói tiếp ta còn có thể tự mình nói cho ngươi mọi chuyện đã là quá tốt rồi tiểu bạch cái tên này rất hay sau này ngươi cứ gọi là mặc tiểu bạch đi vâng con vẫn là con vẫn là tiểu bạch dòng thời gian trôi năm tháng rằng giặc đảo mắt đã qua hơn trăm năm trên quảng trường trong tu la huyết môn hào quang tám cây cột đá ảm đạm khí thức máu thịt trong hư không bốn phía cũng trở nên rất mờ nhạt một vài bóng người đứng phân tán giữa quảng trường họ chia thành mấy nhóm nhỏ mỗi nhóm đều thấp giọng nói chuyện với nhau thần tình khác biệt sắc mặt bất đồng trong số này nhóm người đông nhất chính là đám người thiên hồ tộc, gồm có Liễu Thanh, Hồ Tam và Liễu Nhạc Nhi, đứng bên cạnh nữa là Viên Sơn Bạch với Tỷ Hưu Tiểu Bạch, còn Liễu Tự Tại và Thiện Thi thì không biết đã đi đâu. Lúc này, Tiểu Bạch không còn trong hình dạng chó trắng như trước nữa. Nó đã hóa thành một thiếu niên non trẻ môi hồng, răng trắng, tướng mạo khá khôi ngô. Ở chính giữa mi tâm có một phù văn thẳng đứng màu vàng, nhìn giống như một con mắt nằm dọc đang khép kín. Bộ dáng viên sơn bạch đứng cạnh đó cũng thay đổi rất nhiều những đặc thù của viên tộc trở nên không rõ ràng hai cái răng thú vốn nhô hẳn ra ngoài giờ biến thành hai cái răng nanh hình dạng có chút khả ái về phần liễu nhạc nhi nàng biến hóa rõ ràng nhất nơi nghi tâm của nàng cũng sinh ra kim văn nhưng là hình cánh hoa thân hình nàng ngày càng trở nên uyển chuyển thướt tha toàn thân phát ra một loại khí chất không phải mị hoặc nhưng lại khiến người khác nhìn qua thì khó lòng rời mắt cách chỗ bọn họ không xa khánh điển và thiếu chủ sô ngô tộc cũng đang đứng chung một chỗ thân hình hai người này trở nên cường tráng, cao lớn hẳn lên. Sừng nhọn trên đầu khánh điển biến mất không thấy đâu, khiến dáng vẻ gã rất giống chân linh vương chu yếm. Thiếu chủ xô mô tộc thì hoàn toàn biến thành hình người, nhất thời không nhìn ra thay đổi cụ thể, nhưng khí tức trên người gã rõ ràng tăng lên rất nhiều. Trong thời gian ngắn, thực lực những người thừa kế huyết mạch chân linh vương đã tăng vọt không ít. Tuy nhiên, so với việc này, kỳ vọng đại đạo tương lai mới là thu hoạch lớn hơn con đường tu hành của bọn họ sẽ càng thêm thuận lợi tốc độ cũng khiến các tộc nhân khác theo không kịp nhóm người cuối cùng chỉ có lợi kỳ mã một mình gã dựa vào cây cột đá nhìn về cửa lớn phía sau quảng trường trong lòng gã thầm nghĩ hắn sao vẫn chưa ra khánh liền mặt đầy vui vẻ cao giọng nói với thiếu chủ xô ngô tộc thời gian đã sắp hết tu la huyết môn chuẩn bị đóng lại ta thấy tiểu tử hàn lập kia hơn nửa đã chết bên trong rồi thiếu chủ xô ngô tộc lập tức tùy tiện cười một trận cố ý hỏi ngược một câu ha ha chỉ là nhân tộc, không biết tự lượng sức, phải làm trò cười thì không nói, còn tự nhiên vứt đi tính mạng, đáng sao. Tiểu Bạch tức giận chửi, người nói như đánh rắm, hắn sẽ không chết. Khánh Điền không che giấu sự khoái trí chút nào, cười nói có chết hay không, chúng ta nói gì cũng không tính, sau nửa canh giờ nữa, ba cánh cửa lớn đều sẽ biến mất, tu la huyết môn đóng lại. Đến lúc đó, hắn không chết cũng phải chết, ha ha mặt thiếu chủ xô ngô tộc cười cợt nhưng ngoài miệng lại tỏ chút đáng tiếc nói ngẫm lại thật đúng là hơi đáng tiếc dù sao hai người vừa thừa kế huyết mạch chân linh vương thực lực tăng mạnh bọn chúng còn muốn dựa vào đó để làm nhục hàn lập một phen báo mối thủ trước đó hàn lập mà chết bọn chúng dĩ nhiên không còn cơ hội tiểu bạch nghe vậy càng tức giận hơn tư thế muốn xông lên lý sự với chúng hảo hữu mới của nó viên sơn bạch cũng trao mày đi theo phía sau Liễu Nhạc Nhi ra ngăn cản hai người, thản nhiên mở miệng nói: "Cứ để bọn chúng nói, đợi lát nữa ca, ca đi ra, bọn chúng sẽ biết mặt mình bị đánh đau thế nào." Ở đây, nàng là người duy nhất hoàn toàn tin tưởng rằng Hàn Lập nhất định sẽ bình an trở ra. Bởi năm xưa, lúc còn ở Hạ giới phiêu bạt giang hồ, Hàn Lập luôn là người cho nàng cảm giác an toàn tuyệt đối. Từ trong đáy lòng, nàng vĩnh viễn tin tưởng Hàn Lập. Đây là một niềm tin mà dù khả năng rất thấp, nàng vẫn tin tưởng liễu thanh ở bên cạnh thấy vậy chỉ có thể yên lặng thở dài trải qua nhiều chuyện cách nhìn của lão đối với hàn lập đã hoàn toàn thay đổi mặc dù lão vẫn không cảm thấy hàn lập ngang hàng với liễu nhạc nhi hiện tại nhưng cũng mong muốn hắn trở thành một đồng minh cường đại của thiên hồ tộc nhưng tất cả điều này đều phải có một điều kiện tiên quyết đó là hắn còn sống để ra khỏi cánh cửa kia đáng tiếc năm đó hắn đã bước qua ngưỡng cửa truyền thừa của tám đại chân linh vương chẳng lẽ lại dễ dàng đi ra như vậy sao cùng lúc đó Hồ Tam một mực yên lặng không nói, khuôn mặt gã nhìn không ra vui buồn nhưng trong lòng có chút lo lắng. Thời gian chậm rãi trôi từng chút, từng chút một, rõ ràng chỉ là nửa canh giờ thôi, nhưng mọi người lại cảm thấy dài đằng đẵng. Càng gần đến thời khắc cuối cùng, Liễu Nhạc Nhi lại càng hy vọng thời gian trôi chậm lại. Ngọn lửa màu vàng bên dưới đã tắt từ lâu, nhưng cánh cửa đồng đỏ thì Thủy Trung vẫn không thấy mở ra. Khánh liền cười vang, ha ha, các người còn phải đợi sao? Hắn chết chắc, Thiếu chủ xô ngô tộc cũng hô một tiếng rồi quay người muốn rời đi, đi thôi, không cần đợi thêm nữa. Gã thấy, náo nhiệt ở đây đã xem hết, ra hỏa làm gã chán ghét hiển nhiên cũng xong đời rồi. Nhưng, ngay khi gã xoay người, âm thanh kèn kẹt nặng nề vang lên phía sau. Cánh cửa đồng đỏ ở chính giữa vậy mà thật sự mở ra. Thiếu chủ xô ngô đứng lại, quay đầu nhìn, trong khe cửa, một luồng khí tức man hoang sen lẫn sương mù trào ra mãnh liệt. Bóng người cao lớn đi ra từ đó dáng vẻ tựa như một người về trong đêm gió tuyết cả người bị sương mù cuốn lấy như những bông tuyết thân hình kia cao gần như tương đương cánh cửa toàn thân tỏa ra hào quang hai màu đen đỏ bên ngoài cơ thể nhìn thấy rất nhiều lân phiến hình dạng mai rùa sáu cánh tay to lớn chống đỡ cánh cửa nặng nề ba cái đầu lâu khổng lồ mọc trên bả vai hai cái đầu hai bên trái phải một giống như vượn một giống như hổ chính là đầu lâu chu yếm và đào ngột cái ở chính giữa không giống như của chân long mà là đầu lâu huyền quy Người này dĩ nhiên không phải ai khác, chính là Hàn Lập. Hôm nay, thiên sát chấn ngục công của hắn đã đạt đến trình độ tuyệt hảo. Hắn đã nắm giữ toàn bộ hình tượng biến thân ba đầu sáu tay của bốn pho tượng ma thần. Khí tức máu thịt trên người giờ đây đã đạt đến cảnh giới mạnh mẽ làm người ta kinh sợ. Thời khắc này, tưởng chừng như hắn giống man hoang chân linh hơn tất cả man hoang chân linh xung quanh. Sao, sao có thể? Khánh Điển lẩm bẩm thiếu chủ xô ngô thì há miệng trợn mắt, nói không lên lời trước đó hai người còn có suy nghĩ dùng huyết mạch thừa kế của bản thân để đè ép làm nhục hàn lập giờ khi đối phương xuất hiện ý nghĩ kia tan thành mây khói liễu thanh cũng không khỏi kinh ngạc đây thật sự là nhân tộc sao hai mắt lợi kỳ mã khẽ nheo lại không nói gì nhưng trong lòng gã hết sức kinh hãi liễu nhạc nhi thì không để ý đến những thứ này mừng rỡ kêu lên ca ca tiểu bạch và viên sơn bạch một trước một sau chạy tới nghênh đón thân hình hàn lập co lại rất nhanh khôi phục hình dáng nhân tộc nửa thân trên ở trần của hắn tỏa ra hào quang dạng dỡ. Huyền khiếu mở ra khắp nơi, tản mạn khí tức máu thịt kinh người. Hai mắt hồ tam trợn ngược, trong lòng sợ hãi cũng như thán phục không thôi, chỗ này. Chỗ này có lẽ phải hơn một ngàn huyền khiếu, nhục thể của hắn lại cường hóa đến mức như vậy. Sau mười mấy hơi thở, hào quang trên người Hàn Lập mới dần mở đi. Toàn bộ khí tức kinh người bắt đầu nội liếm, tất cả dị trạng đều lần lượt biến mất, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại miệng hắn thở nhẹ ra một hơi tạp khí rồi lật tay lấy ra một bộ trường bào màu xanh khoác lên người khi hắn chậm rãi đi ra ngoài thân hình bỗng dừng lại như người nhìn về cánh cửa thứ ba ở sau lưng đột nhiên cảnh tượng xung quanh biến mất trong trước mắt phảng phất như hắn thấy được một thế giới man hoang khác nhưng bên trong đó hắn không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng man hoang dị thú nào mà lại cảm nhận được một khí thức vần túy trước nay chưa từng có đó là khí thức man hoang chân chính một loại khí thức nguyên thủy vô câu vô thúc vô vi vô đạo. Dường như trong thiên địa không có bất cứ quy tắc gì, tất cả đều duy trì dáng vẻ hồng mông sơ khai. Không đợi hắn kịp xem kỹ, một luồng lực xé kinh khủng bất chợt truyền ra, như thể chỉ cần sau chớp mắt sẽ trực tiếp cắn nuốt hắn, xé rách thành từng mảnh. Hàn Lập sợ hãi cả kinh, hắn nhanh chóng tỉnh lại, thân thể khẽ run lên, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Nhìn về phía mọi người, hắn chợt phát hiện trong nháy mắt vừa rồi, không gian thời gian như dừng lại mọi người đều không biết đến sự khác thường của hắn trong lòng thán phục hàn lập không còn dám nhìn lên cánh cửa thứ ba dù chỉ một chút hắn bước nhanh về phía mọi người sao lâu như vậy mới ra ngoài tiểu bạch phàn nàn hắn nhìn mấy người tiểu bạch tươi cười một tiếng đáp thật có lỗi để cho các ngươi lo lắng hắn vừa dứt lời toàn bộ hư không bắt đầu chấn động dữ dội ba cánh cửa đồng đỏ sau lưng rung động ầm ầm chìm xuống dưới đất cho đến khi không còn thấy gì nữa tám cột đá đứng sừng sững trên quảng trường cũng bắt đầu hư hóa, dần dần biến mất không thấy đâu. Đi mau, ra ngoài rồi nói. Hàn Lập vừa nói một câu đã kéo hai người tiểu bạch, xông về phía tu la huyết môn. chương 1188, từ chối nhã nhận. Trên thánh điện bát hoang sơn, hào quang lóe lên, vài bóng người xuất hiện. Tòa tu la huyết môn sừng sững hơn 100 năm cuối cùng cũng đã biến mất. Tầng cấm chế đỏ sậm đã bị thu lại, cả tòa quảng trường đang chìm trong ánh nắng ban mai, nhìn tựa như đang khoác lên một tầng kim quang, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Hàn lập hít một hơi thật sâu, nheo mắt lại nhìn ánh mặt trời phía xa xa. Đột nhiên, hắn phát hiện trong không gian phát ra một trận rung động, vội vàng quay đầu nhìn lại. Tại đó nhoáng lên, thân ảnh bạch trạch và nhạc miệng cùng xuất hiện. Tu vi luyện thể hàn tiểu hữu tăng lên nhanh quá, đã sắp chạm đến cảnh giới viên mãn, quả thật rất đáng chúc mừng. Bạch Trạch dò xét Hàn Lập từ trên xuống dưới, ánh mắt sáng lên, sau đó nói ra nhạc miệng cũng nhìn về phía Hàn lập, hai mắt sáng rực, tựa như rất hứng thú với Hàn lập. Hàn lập bị nhạc miệng nhìn, cảm thấy mất tự nhiên, hắn thử cảm ứng khí thức của người này, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. chẳng lẽ người này cũng là một vị đạo tổ? đúng rồi, lúc trước pháp trận triệu hoán của lôi bằng tộc phát ra ánh sáng rực rỡ, chẳng lẽ người này là du thiên côn bằng chân linh vương? Hàn lập thầm nghĩ trong lòng, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, thân sắc nghiêm chỉnh, hành lễ về phía bạch trạch, sau đó nói còn phải cảm tạ ơn bồi dưỡng của Bạch Trạch Tiền Bối, nếu không tại hạ không biết khi nào mới có thể tu luyện tới cảnh giới hiện tại. Chỉ là một việc nhỏ mà thôi, Hàn Tiểu Hữu đã quá lời rồi. Bạch Trạch cười nhạt một tiếng nói, trong mắt Tiền Bối đây chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng đối với tại hạ đó là ân huệ lớn, sau này nếu Tiền Bối có gì cần sai bảo, cứ việc phân phó cho tại hạ là được. Hàn lập nghiêm mặt nói, Bạch Trạch cho hắn đi vào tu La huyết môn, tu luyện tới cảnh giới này ân tình nặng cũng không kém hơn so với di la lão tổ chỉ điểm hắn ha ha nếu như hàn tiểu hữu nói vậy ta đây liền đưa ra một yêu cầu sau này nếu man hoang giới vực gặp khó khăn gì mong rằng hàn tiểu hữu có thể giúp đỡ một chút trong khả năng của mình bạch trạch cười nói hàn lập nghe vậy liền ngẩn ra bạch trạch nói như vậy đã quá coi trọng mình rồi man hoang giới vực bây giờ đã có hai chân linh vương đám người liễu nhạc nhi tiểu bạch cũng đã kế thừa huyết mạch chân linh vương tương lai tiền đồ không thể ước lượng được ngoài ra còn có một đám đại la cảnh như Liễu Thanh, thực lực cường đại không ai sánh bằng. Với thực lực như vậy, nếu man hoang còn gặp đại nạn, vậy thì kẻ địch mạnh tới cỡ nào, chính mình liệu có thể giúp sức được gì đây? Nếu thực sự có một ngày như vậy, mặc dù tại hạ chưa chắc có thể giúp đỡ nổi, nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ. Hàn lập im lặng một chút, sau đó vẫn trịnh trọng gật đầu nói ra. Bạch Trạch nghe vậy gật gật đầu, quay lại nhìn nhạc miệng, rồi giới thiệu với Hàn Lập, Hàn Tiểu Hiếu, giới thiệu với ngươi, vị này chính là một vị chân linh vương khác của man hoang giới vực dù thiên côn bằng nhạc miệng hắn cảm thấy rất hứng thú với ngươi tại hạ hàn lập ra mắt nhạc miệng tiền bối hàn lập nghe nói thế thầm nói một tiếng quả nhiên chắp tay thi lễ với người nọ một cái những người khác từ lâu đã chú ý đến nhạc miệng chỉ là bọn họ chưa từng gặp qua nhạc miệng nghe bạch trạch nói vậy liền vội vàng tiến lên chào hỏi tốt rồi ta không phải bạch trạch không thích những lễ nghi xã giao này tiểu tử công pháp dung luyện huyết mạch ngươi tu luyện có được từ đâu? Nhạc miệng phất phất tay, ánh mắt như điện nhìn chầm chầm vào hàn lập hỏi. Là khi vãn bối còn ở hạ giới, nhận được từ trong xá lợi của một vị côn bằng tộc tiền bối sau khi chết còn sót lại. Toàn thân hàn lập bỗng nhiên mềm nhún, cảm giác cực kỳ khó chịu, dường như không cách nào khống chế bản thân, miệng thốt ra. Công pháp có được khi còn ở hạ giới, nhạc miệng tỏ ra kinh ngạc, lập tức gật đầu nhẹ, rời ánh mắt từ trên người hàn lập đi cảm giác vô lực trên người hàn lập biến mất dần khống chế được thân thể trong lòng kinh sợ tới tột độ nhưng cũng đành bất lực không làm được gì cả chính mình trong khoảng thời gian này thực lực mặc dù có tiến triển lớn nhưng đối mặt với tồn tại cấp đạo tổ vẫn như cũng không hề có lực chống đỡ mặc cho người nhào nặn nhưng hàn lập lập tức nghĩ đến liễu thiên hào người này chính là đại la đỉnh phong trước đây đã từng đối mặt với bạch trạch cũng không chịu nổi một kích mình có chút thực lực như vậy đâu tính là cái gì chứ nghĩ như vậy một chút oán khí trong lòng hắn cũng bị ném lên chín tầng mây. nhạc miệng, hàn tiểu hữu không phải là người của man hoang. ngươi nếu muốn biết chuyện gì chỉ cần hỏi hắn là được. sao lại phải khống chế hắn? thật quá thất lễ. man hoang tộc chúng ta cũng vì cách làm việc giống ngươi mà bị nói là tộc ngang tàng bạo ngược. bạch chạy ở bên cạnh thấy một màn như vậy liền cau mày nói. nhạc miệng nghe vậy liếc mắt nhìn về phía hàn lập nhíu mày muốn nói gì đó nhưng lại thôi. không sao, nhạc miệng tiền bối chính là người ngay thẳng với lại vừa rồi cũng không có làm gì khác, chỉ hỏi một vấn đề nhỏ mà thôi, làm sao có thể khiến tại hạ tức giận được. Hàn lập cười nói, người đã nghe chưa, Hàn tiểu hữu không có oán giận gì ta, người còn trách móc gì. Nhạc miện nghe vậy cười nói, trong lòng đối với vị nhân tộc hậu bối này lại sinh ra thêm vài phần hảo cảm. Bạch trạch bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hàn tiểu hữu người mang trong người côn bằng huyết mạch, thực lực không tệ, tính cách cũng rất hợp ý ta, người có muốn làm sứ giả đạo tổ của ta không? nhạc miệng quay người lại cười nói với hàn lập sứ giả đạo tổ hàn lập sửng sốt danh hiệu này là lần đầu tiên hắn nghe thấy mọi người xung quanh nghe vậy liền sinh ra một trận bạo động đa số đều mang vẻ mặt mờ mịt giống như hàn lập nhưng có vài người như liễu thanh khánh điển sô mô tộc hiếu chủ lại thay đổi sắc mặt ánh mắt tràn đầy ghen tị nhìn về phía hàn lập thấy ánh mắt mọi người xung quanh như vậy mắt hàn lập khẽ động hàn đạo hữu tu vi của ngươi bây giờ chưa đạt tới đại la cảnh vì vậy có rất nhiều việc liên quan đến đạo tổ ngươi không biết. Những đạo tổ như phụ vương ta và nhạc miện tiền bối quanh năm cần bế quan tu luyện, rất ít khi xuất hiện, lần này nếu không phải thiên đình tiếp tục áp bức, phụ vương ta cũng sẽ không xuất quan. Vì vậy họ đều chọn một vài người có thiên phú chắc tuyệt, thực lực cường đại, đảm nhận chức sứ giả đạo tổ, truyền đạt mệnh lệnh ra bên ngoài, đồng thời cũng xử lý vài việc. Trở thành sứ giả đạo tổ lợi ích cũng rất lớn, đầu tiên là địa vị tăng lên nhiều, ngoài ra có chỗ dựa là đạo tổ, hầu như không ai dám gây chuyện với ngươi tiếp theo trên phương diện tu luyện đạo tổ sẽ ban cho sứ giả tiên khí lợi hại truyền thụ vài môn thần thông hoặc chỉ điểm trong việc tu luyện tóm lại lợi ích nhiều vô cùng hiếm thấy nhạc miệng tiền bối coi trọng ai như ngươi đây chính là cơ duyên hiếm thấy vạn lần không được bỏ qua âm thanh của lợi kỳ mã vang lên trong đầu hàn lập hàn lập nghe vậy sắc mặt liên tục thay đổi nhưng không đáp ứng ngay mà mặt lộ ra vẻ do dự bạch trạch thấy tình hình này khóe miệng khẽ cười, nhạc miệng cũng không mở miệng thúc giục. Đa tạ nhạc miệng tiền bối coi trọng, nhưng gần đây tại hạ có việc riêng, cũng chưa có thời gian xử lý, được tiền bối yêu ái, tại hạ chỉ có thể nhã nhận từ chối mà thôi. Hàn lập cũng không suy nghĩ lâu, rất nhanh khom người nói ra. Bí mật trên người hắn quá nhiều, không thích hợp qua lại với bất kỳ nhân vật lợi hại nào, chứ đừng nói tới ở bên cạnh đạo tổ. Huống chi hắn cũng không hiểu rõ nhạc miệng, tự nhiên không nên phụ thuộc vào người này. Mọi người xung quanh thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ đám người liếu thanh lại càng khó tin quyết định của hàn lập tên hàn lập này ngay cả sứ giả đạo tổ cũng không muốn làm khánh điền thấy hàn lập từ chối ngoài kinh ngạc còn có sự vui mừng ngu xuẩn trong lòng thiếu chủ xô ngô tộc cũng cười lạnh một tiếng nhạc miện thấy hàn lập từ chối ánh mắt lóe lên cũng không cảm thấy tức giận hắn chỉ gật đầu nhẹ quay đầu nhìn ra chỗ khác không để ý tới hàn lập nữa mà hàn lập thấy vậy trong lòng thở dài một hơi sự căng thẳng trong lòng cũng tiêu tan. Bạch Trạch nhìn Hàn Lập một cái thật sâu, tiếp theo quay đầu về phía những người khác, mở miệng nói, tốt rồi, huyết tự đại hội tới đây chấm dứt, mọi người hãy trở về khu vực của tộc mình. Chân tiên giới đang bất ổn, bọn người cần phải tích góp thực lực, để ứng phó với những kiếp nạn trong tương lai. Vâng, mọi người cung kính đáp lại một tiếng, sau đó nhao nhao cáo từ. Khánh Điển, thiếu chủ sô mô tộc lạnh lùng liếc Hàn Lập, sau đó cũng quay người rời đi. Hàn Lập chú ý đến ánh mắt của hai người, nhíu mày. Xem ra hai người này rất oán hận mình, bây giờ thực lực của bọn họ chưa đáng kể, nhưng bây giờ đã kế thừa chân linh huyết mạch, thực lực trong tương lai sẽ tăng nhanh, thậm chí có khả năng trở thành đạo tổ. Theo như phong cách hành sự của hắn, kẻ địch như vậy cần phải tiêu diệt sớm, nhưng Bạch Trạch và Nhạc Miện đều đang ở đây, hắn sao có thể ra tay. Kaka, ta vừa mới kế thừa huyết mạch thánh tổ, mặc dù khổ trăm năm trong tu la huyết môn, nhưng vẫn không thể dung hợp hoàn toàn với thân thể, cần phải trở về thiên hồ tộc tiếp tục khổ tu. Ca ca ngươi dường như cũng không ở man hoang lâu nữa, sau này nhất định phải đến thăm ta. Vào thời khắc này, Liễu Nhạc Nhi đã bay đến trước người Hàn Lập, khóe mắt rưng rưng, muốn khóc nói. Nhất định rồi, Hàn Lập sờ đầu Liễu Nhạc Nhi, mỉm cười nói. Liễu Nhạc Nhi lập tức vui mừng, gật đầu mạnh một cái, sau đó quay người trở về thiên hồ tộc. Đám người Liễu Thanh, Hồ Tam cũng cáo từ Hàn Lập, sau đó cùng với người thiên hồ tộc chậm rãi xuất phát bay về phía xa xa